chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 31, trong phòng khám tai mũi họng, bác sĩ cao mày kiểm tra trần tự, hỏi rất nhiều bệnh tình trước đó. Mà hồ sơ bệnh án vốn nằm trong tay quý sáng sáng, Trần Tự nhắm mắt lại bộ dáng rất không thoải mái, phần lớn là anh nói, "Quý sáng sáng lại đem thứ cần thiết giao cho bác sĩ, người tai trái là tật xấu còn sót lại từ khi còn bé, lúc ấy không có điều trị kịp thời, ổ bệnh vẫn luôn đứt quản tồn tại, bác sĩ đã xem qua trước dặn dò ngươi chú ý bảo dưỡng đều phải làm được, bằng không sau này có thể tiếp tục xấu đi." Trong cuộc đối thoại giữa Trần Tự và bác sĩ, Quý sáng sáng biết được một tin tức, Trần Tự bị biết tai trái là do bị người ta đánh bị thương khi còn là thiếu niên. Quý Sáng Sáng chỉ nhớ rõ trong sách miêu tả anh là một người đàn ông tuấn mỹ kiêu ngạo, năng lực phi phàm, lại không biết cậu còn nhỏ đã trải qua trải qua như vậy, không khỏi nhíu mày. Bác sĩ chẩn đoán kết thúc kê đơn thuốc, Trần Tự phải treo hai lọ thuốc chống viêm hạ sốt trước. Lúc đến phòng truyền dịch, Quý Sáng Sáng nhịn không được nói, tối hôm qua Trần tiên sinh không nên uống rượu, Trần Tự trầm mặt không biết nên ứng đối như thế nào, lát nữa, ho nhẹ nói lúc ấy ta đã quên chuyện này, thật ra khi quý sáng sáng ở đây, tâm tình trần tự tốt hơn rất nhiều, gọi điện thoại cho tưởng lễ lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện đó, cùng với băng khoăn trong lòng, phiền muộn uống một ly nhỏ, nhưng không nghĩ tới sẽ có phản ứng lớn như vậy, giải thích những lời này, rốt cuộc có chút chột dạ, quý sáng sáng kinh ngạc nhìn anh, vốn cô cho rằng sẽ không nhận được hồi âm, trần tiên sinh sau này chú ý là được rồi. Tôi đi kê đơn thuốc bảo y tá châm cứu cho ngươi. Trần tự một mình ngồi trong phòng truyền dịch, phân biệt rõ ràng với những người còn lại, cái gì cũng không nói, lặng lặng nhìn cửa, đáy mắt nổi lên một tầng cảm xúc gọi là chờ đợi. Kim treo lên, y tá nói trong vòng một giờ sẽ thấy hiệu quả, quý sáng sáng liền tuân theo lời dặn dò của bác sĩ, lại đi mua một cây nhiệt kế, tính toán đợi lát nữa để trần tự đo nhiệt độ cơ thể. Trong phòng truyền dịch chỗ ngồi không nhiều lắm, quý sáng sáng ngồi bên cạnh trần tự, chậm rãi có người tới để cho cô dịch vào trong khoảng cách giữa hai người không đến 10 cm, có thể ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh. Khoảng cách này, làm cho quý sáng sáng cảm giác được không được tự nhiên. Đặc biệt là khi cậu bé bên cạnh truyền dịch khóc, đập mạnh vào cô, đập cô vào vai trần tự, cô lập tức xin lỗi, nhưng không đứng dậy kịp thời, bởi vì đứng lên sẽ càng lúng túng hơn. Mẹ cậu bé ngựa ngùng xin lỗi, nhưng vẫn không dỗ dành đứa bé, hơn nửa tiếng khóc này cùng nhau, trêu chọc ba đứa trẻ khác truyền dịch trong lúc nhất thời tiếng khóc liên tiếp vang lên, sắc mặt trần tự thập phần đặc sắc, hắn chỉ có một cái tai có thính lực tốt, trước kia cố ý rèn luyện năng lực tai phải, cam đoan mình có thể cùng người thường không khác nhau, điều này cũng dẫn đến tai phải của hắn đối với thanh âm tương đối mẫn cảm, trần tiên sinh, nếu không làm thủ tục nhập viện cho ngươi chứ, trần tự kiên quyết cự tuyệt. Không, như vậy là được, quý sáng sáng hôm nay kiến thức hắn rất nhiều mặt, cũng có thể cảm giác được lúc này hắn chỉ là phiền não nhưng không có tức giận bởi vậy liền nói một đề tài trần tiên sinh không thích đến bệnh viện ngươi có thích không cũng không thích mẹ quá cố của quý sáng sáng là một bác sĩ chữa bệnh cứu người nhưng cuối cùng lại không cứu được mình đến bệnh viện sẽ nhớ tới chuyện đau lòng cũng may cô thỉnh thoảng có chút bệnh tật rất ít khi nằm viện trần tự thì thản nhiên khai báo nguyên nhân bệnh viện không chữa được tôi tôi không thích ở lại đây sau này y học phát triển nói không chừng còn có cơ hội trị liệu đâu mặc dù thính giác tai trái không thể khôi phục, còn có thể làm cấy ốc tai điện tử, máy trợ thính, quý sáng sáng một lòng muốn cậu có thể tràn đầy tin tưởng vào tương lai, trần tự bất vi sở động. Có thể đi, ai biết có thể đợi được hay không, hy vọng tiêu cực, nhất định có thể, trần tự nhìn thần thái trong mắt nàng, lại rất nhanh dời tầm mắt, thấp giọng nói. Vậy chờ đi, họ trò chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý, trò chuyện xong, những đứa trẻ trong phòng truyền dịch cũng không khóc. Quý sáng sáng thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tư quan sát chung quanh, bỗng nhiên nhớ tới đây là bệnh viện dương dịch nằm viện, ma xui quỷ khiến nói một câu, tiểu dịch cũng đang nằm viện ở đây, cũng không biết cô ấy có xuất viện hay không, hai người này là anh em họ, nếu có thể để cho dương dịch tới đây can thiệp, tốt xấu gì cũng có thể dễ dàng dễ dàng dễ chịu một chút, bằng không, quý sáng sáng cũng không quen thời gian dài cùng ông chủ mặt đối mặt, vậy không khỏi quá dày vò, trần tự lại lý giải thành một tầng ý tứ khác ngươi muốn đi thăm nàng, bỏ anh ta lại, à, tôi có chút lo lắng, muốn đi xem một chút, còn có tưởng xung lúc trước hình như giác ngộ, hai người này ở cùng một chỗ sao, Trần tự thoáng nhìn thấy ánh mắt né tránh của nàng, lập tức hiểu rõ, cô ấy chỉ muốn ra ngoài, vậy, ngươi đi xem cô ấy đi, quý sáng sáng vui mừng, nhìn thấy kim tim trên mu bàn tay Trần Thứ Do dự một chút, Trần tiên sinh ngươi một mình có thể không? Bằng không ta nhìn thấy tiểu dịch để cho nàng tới đây còn nữa nói nàng cũng không thể chạy xa quá lâu đến phòng bệnh dương dịch chơi mặt trượt, vậy coi như sờ cá còn không bằng để cho dương dịch tới đây tay trần tự thùy ở bên cạnh nắm chặt lại buông ra sau đó ôn hòa nói không sao ngươi đi đi dương dịch mỗi ngày nằm ở bệnh viện cũng kỳ quái nhàm chán quý sáng sáng không có ý định nhường lại vậy tôi mau chóng trở về trước khi bình nước này treo xong không sao tôi có thể cầm chai đi tìm bác sĩ mạnh mẽ và độc lập quý sáng sáng càng bất an bỏ qua ông chủ không được vì thế hứa hẹn trong vòng nửa giờ không xong tôi khẳng định ở trước mặt này trở về trần tự hoàng nhĩ được ngươi không cần gấp gáp chẳng qua quý sáng sáng còn chưa ra khỏi phòng truyền dịch trước mặt đụng phải dương dịch cùng tưởng xung rạp rạp ở khung cửa nhìn vào bên trong ba người chính diện đụng phải hai người cười hắc hắc như ra một trận ngốc nghếch cách không được giống như một đôi sáng sáng giáo sư trần làm sao vậy sao vừa rồi lại suy yếu như vậy, dương dịch nhớ rõ biểu ca này quy củ chết nhiều, lại không thích qua lại với người khác, rất quái gở. bảo mẫu bình thường đừng nói bảo trì quan hệ tốt với hắn, có thể nói thêm một câu đều là tốt, mà quý sáng sáng thì khác, có thể ở công viên gặp phải nguy hiểm để cho giáo sư trần ra tay tương trợ, hiện tại là tư thái thân mật, nếu không phải có tình huống, cô có thể cống hiến đầu ra, tưởng trùng cũng gật đầu thật mạnh. Anh Trật không phải không thích đến bệnh viện, sáng sáng ngươi mang hắn đến sao thật tuyệt vời còn giống như thật giả so với ngón tay cái quý sáng sáng nhàn nhã nhìn hai người một chiêu chế địch ngươi hai người ăn ý như vậy sao còn không kết hôn đâu đằng hai người đều đỏ mặt tưởng lễ từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy cảnh hai người này không có tiền đồ bị người ta dễ dàng co ở bắt chân đệ đệ nhẹ nhàng đạp một cước cười hỏi các ngươi đây là làm gì vậy anh có bị đánh không lại dám bác quái trần trật hắn còn không biết, làm sao có thể tụt lại phía sau. Trần tự triều ba vị tổn hữu này nhìn thoáng qua, thần sắc nhàn nhạt, nhưng không có hờ hững, cũng không có không vui, tự hồ có chút sung sướng như vậy, chết tiệt với ma. Chương 32, năm người khẳng định không thể ở trong phòng truyền dịch nói chuyện phím, nhưng người xem náo nhiệt có kiên nhẫn chờ trần tự treo xong hai chai nước muối, lại cùng nhau ngồi taxi về nhà, lý do rất đơn giản, rất nhất quán. Muốn ăn món ăn sáng lạng. Trần tự nhíu mày phản đối. Đi nhà hàng ăn đi, Dương Dịch là người đầu tiên giơ tay lên. Giáo sư Trần, chúng ta đi ăn lẩu đi, hắn lại không chút nghĩ ngợi đồng ý, được, quý sáng sáng và cặp song sinh tưởng gia nhìn thẳng hai bệnh nhân, một lỗ tai bị viêm sốt cao, một vết dao vừa mới khỏi hẳn, hai người ý thức được không ổn, Dương Dịch sụi cừ. Sáng sáng, tôi tuyệt đối có thể ăn, ngươi nhìn chầm chầm giáo sư Trần là được rồi, hắn không thể ăn. Sau đó chớp chớp mắt nhìn về phía bạn trai mới tới tưởng xung, nếu không hỏi bác sĩ đi, kết quả của câu hỏi là bạn có thể ăn với số lượng nhỏ, nhưng cố gắng giữ cho chế độ ăn uống nhẹ trong vòng 2 tuần. Đi, đi khách sạn. Quý sáng sáng giật giật miệng, còn chưa cự tuyệt, Dương Dịch một tay kéo cánh tay cô, căn bản không cho cô cơ hội. "Sáng sáng, ngươi phải đi cùng tôi." Tôi và ba người đàn ông này không nói gì, "Được rồi, năm người chia làm hai chiếc taxi để tìm nhà hàng lẩu." Quý Sáng Sáng cùng Dương Dịch cùng với Tưởng Sung ngồi một chiếc xe, Tưởng Sung là bảo vệ hai vị nữ nhân, nhưng được an bài ở ghế phụ, hai cô gái ngồi ở ghế sau, chủ yếu là Dương Dịch từ trong miệng Quý Sáng Sáng nói chuyện, hỏi thăm tình hình gần đây của Trần Tự, tình hình vừa rồi bọn họ đều thấy rõ ràng, Trần Tự quá dị khác thường, đối với Quý Sáng Sáng rất đặc biệt, cô muốn xem Quý Sáng Sáng có ý nghĩ gì không, Quý Sáng Sáng thì cho rằng Dương Dịch đang quan tâm biểu ca, công việc công vụ nói một ít chuyện bình thường chuyện riêng tư trái phép đương nhiên không đề cập tới, dương dịch không nhận được tin tức hữu dụng gì không nói, hơn nữa bi thương phát hiện quý sáng sáng thật sự là tâm tính đối đãi với người sử dụng lao động đối đãi với anh họ giáo sư của cô, cô và tưởng xung trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, nếu trần tự bị kéo xuống thần đàn, mà người khởi sướng còn hoàn toàn không biết gì cả, vậy bọn họ không phải có rất nhiều trò hay xem sao. Trong một chiếc xe phía trước, tưởng lễ thẳng thắn hỏi, ngươi nói thí nghiệm lúc trước có phải có liên quan đến sáng sáng hay không ánh mắt kia chật lén lút nhìn người ta trần tự ho nhẹ nhíu mày nói ngươi hình dung sao lại hèn mọn như vậy tưởng lễ trợn trắng mắt điều đó có thể chủ yếu là do động tác ngươi tương đối hèn mọn tôi là thuật lại ngươi trả lời câu hỏi của tôi trước cái miệng to của tưởng sung không có ở đây tôi cam đoan sẽ không truyền ra ngoài từng chen đã đưa ra một câu trả lời kín đáo và chắc chắn tưởng lễ vui vẻ. Ta nói cái gì, thật sự là gặp quỷ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày lẩm bẩm. Ngươi muốn kết hôn sớm như vậy, cộng thêm một tưởng xung, vậy mẹ tôi không thể mỗi ngày thúc giục ta. Tôi không thể đặt hàng. Trần tự nhiên cười. Một đóa không phải còn nhớ thương ngươi, kéo ngã đi. Cho dù nàng là muội muội ruột của ngươi, ta cũng sẽ không nhân nhượng. Bất quá nói thật, giữa ngươi cùng sáng sáng khác nhau quá lớn ngươi sẽ không sợ nàng có tâm tư gì khác không thử thách hơn nữa ngươi hai cặp cha mẹ không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu tưởng lễ đầu tiên là vì suy nghĩ của bạn tốt sợ hắn chịu thiệt bị người ta bám lấy hơn nữa giả thiết hai người thật sự tình đầu ý hợp bảo mẫu cùng chủ nhân tổ hợp nghe xong liền dễ dàng làm cho người ta suy nghĩ lệch lạc lấy địa vị của cha mẹ trần tự thật không nhất định để ý đến lúc đó có náo loạn quý sáng sáng thế đơn lực bạc nàng cũng chịu thiệt đổi thành người khác tưởng lễ không nhất định sẽ vì nhà gái mà suy nghĩ nhưng diện mạo của quý sáng sáng trần tự hiểu được lời nói chưa hết của bạn tốt không phải thật lòng thật lòng suy nghĩ cho bọn họ cũng sẽ không lúc này hắt nước lạnh nhưng đối với một ít quan điểm của hắn không dám đồng ý tôi không thích dùng chuyện giả khảo nghiệm chân nhân cũng không cần dùng suy đoán để phủ định người khác chuyện ta muốn làm đều chuẩn bị trước điểm này hắn không giấu giếm bằng hữu tưởng lễ nhìn thần sắc kiên nghị của hắn lại nở nụ cười cũng đúng ngươi luôn luôn suy nghĩ rõ ràng ai quay đầu lại cho ta bao lì xì liền tiết kiệm chủ ý này cũng không phải là vô ích vậy sau này đừng đến nhà tôi ăn cơm này ngươi bắt đầu thôi phải không trần tự nhưng cười không nói gì không nói gì với hắn nữa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ giữa hai hàng lông mày mang theo từng đợt ý cười tưởng lễ nhìn thấy bộ dáng này của hắn theo bản năng dịch sang bên cạnh xa một chút không nói cái khác quy lực của tình yêu thay đổi tính cách thấm nhuần người khác hắn cũng không nghĩ ra bộ dáng mình vì một người thần hồn điên đảo chật chật trong hai chiếc xe tâm tư khác nhau đến một quán lẩu danh tiếng không nhỏ năm người dẫm lên bàn cuối cùng may mắn ngồi lên bàn lúc ngồi xuống hai cô nương ngồi cạnh nhau trần tự và tưởng xung một trái một phải ngồi tưởng lễ ngồi ở giữa hai người đàn ông nhìn chằm chằm hai đôi ngẫu nhiên giật giật khóe miệng tạo nghiệt a à, nào gọi món để chăm sóc hai bệnh nhân gọi đáy nồi 100% và gọi thêm không ít món ăn. Trong quán lẩu đều là mùi cay, lượng lờ xung quanh người, ngửi mũi, quý sáng sáng ngửi thấy mùi vị có chút thất vọng, không phải mùi cô đặc biệt thích, đáy nồi mở ra món ăn, hương vị đầu tiên cũng không tệ lắm. Dương dịch đã lâu không dính thức ăn cay, ồn ào nói, ngon quá, tưởng sung ăn miếng thịt, ra vẻ ghét bỏ gấp thức ăn chính cho cô, đồng thời âm thầm trà sát một phen ân ái. Bên tay trái quý sáng sáng là trần tự, yên lặng nhìn anh không đưa tay vào nồi cây liền yên tâm cô không thích mùi vị dưới đáy nồi của nhà này bởi vậy ăn rất chậm dương dịch cho rằng cô ngượng nguồn ăn nhiều lại đối diện với tầm mắt trần trật liếc mắt nhìn tưởng xung một cái nhỏ giọng nói ngươi đừng gấp trần tự bất động thanh sắc thêm thức ăn vào nồi thản nhiên nói thức ăn không đủ còn có thể lên nữa chỉ là dương dịch ngươi cẩn thận đau thương biết rồi giáo sư trần lúc này mới đi đâu bắt đầu bảo trì chẳng qua món ăn ăn một phần ba tốc độ di chuyển của mọi người liền chậm một là trong bụng có thứ gì đó lót đáy hai là hương vị của món lẩu này bình thường như trần trật tự di chuyển không nhiều lắm tưởng trùng thuận miệng hỏi anh trật ngươi sao lại ăn ít như vậy có phải miệng bị điêu hưu không đừng là dương dịch ăn tướng quá kém ảnh hưởng đến ngươi phải không dương dịch muốn đánh người nàng rõ ràng rất ngoan đây rốt cuộc là cái gì miệng tổn hại trúc mã Nghĩ vậy liền hung hăng nhíu chân tưởng trùng một chút, tưởng xung đau nháy mắt, lại vui vẻ ở trong đó, Trần Tự ngước mắt lên, cười không phủ nhận. Nhà này quả thật không ngon lắm, Tưởng Lễ lên tiếng, lập tức nói, đúng vậy, tôi nhớ sáng sáng đã làm cá luộc, vị cây kia so với cái này còn có vị, dứt khoát ngày nào đó đến chỗ Trần Tự ăn lẩu được, đúng vậy, giáo sư Trần vừa rồi còn không cho chúng ta đi qua, là sợ mệt mỏi sáng lạng sao? Trần Tự bất động thanh sắc, là các ngươi quá ồn ào sáng sáng có biết làm sao lần đầu tiên anh gọi tên cô không hiểu sao lại căng thẳng mơ hồ trong lời nói hầu như không nghe rõ quý sáng sáng không chú ý tới cách xưng hô của anh cũng không nghe ra thâm ý trong đó viễn chuyển nói nguyên liệu đáy nồi lẩu này có thể hơi xào quá mức dùng nguyên liệu tôi cũng không thích bất quá tôi cùng người khác học làm nguyên liệu đáy lẩu nếu các cậu muốn nếm thử tôi quay đầu lại chuẩn bị một chút cô nói xong liền thấy nhân viên phục vụ đi ngang qua lập tức ngậm miệng lại, nháy mắt với mọi người, tươi cười xinh đẹp, trần tự ý hội, cục mắt che giấu ý cười. Chương 33, từ quán lẩu ăn không được tốt đi ra, trên người năm người đều dính không ít mùi lẩu, quay đầu lại nhìn mặt tiền quán, trong lòng đều cảm thấy thiệt thòi lớn, dương dịch quán giận. Đây là nơi ai chọn? Bữa ăn đầu tiên của tôi được xuất viện đã kết thúc qua loa như vậy, tưởng sung lập tức chỉ về phía đại ca, không khách khí bán đứng đồng đội đại ca nói lúc trước ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi khách, nói ăn không tệ, ai biết là trình độ này, tưởng lễ hừ lạnh, đều là hai con mèo cả của các ngươi quá sốt ruột, nếu có thể nhẫn nhịn nhiều, ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi ngon hơn, ở đâu? Nó ở đâu, dương dịch đuổi theo không rời, miệng cô nản lòng một tháng, cha mẹ bận rộn công việc, không thể thỉnh thoảng chiếu cố cô, chỉ có quý sáng sáng thỉnh thoảng đưa cho cô một bữa cơm. Hiện tại muốn đánh răng tế khẳng định không thể mỗi ngày đến nhà anh họ, bằng không người ta đau lòng cô nương có thể đuổi cô gái ra khỏi cửa. Quý sáng sáng trong lòng có dự cảm, cũng nhìn về phía tưởng lễ, nhà hàng nhỏ cam ranh, là nhà hàng do nữ chính đổ quân lan kinh doanh, hiện tại còn chưa tạo được danh tiếng lớn, nhưng trong dân gian đã có danh vọng, dưới tình huống không ai ngăn cản. Tưởng lễ và Đỗ Quân Lan quen biết cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua, tưởng lễ hiện tại còn không có cảm giác gì, tương lai có thể yêu Đỗ Quân Lan hay không, hắn hiện tại hăng hái, thật sự không tưởng tượng ra bộ dáng si cùng vì nữ chủ, hai đạo sĩ thối kia kéo hắn tới đây, hẳn là không có muốn thay đổi vận mệnh tưởng lễ, chẳng qua thân là một trong những người duy trì nữ chủ, tất nhiên là đối tượng đã kích của Văn Hinh Hinh. Hiện tại Văn Hinh Hinh vẫn như củ gãy xương chân, không nhấc nổi sóng gió gì, quý sáng sáng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tình cảnh của nàng quá phế củi một chút, trần tự nghiêng đầu lại. Chỉ thấy quý sáng sáng nhìn tưởng lễ như có điều suy nghĩ, nhất thời cứng đờ tưởng lễ còn đang hỏi tôi cảm thấy các ngươi đều không ăn ngon nếu không chúng ta qua xem một chút quán cơm nhỏ kia bình thường làm ăn rất nóng lúc này hẳn là ít người một chút trần tự anh trật trần tự phục hồi tinh thần lại không hiểu sao đánh giá dung mạo tưởng lễ lại bỗng nhiên dời tầm mắt không đi ăn no rồi hả vậy sáng sáng có muốn đi cùng chúng ta không quý sáng sáng liên tục lắc đầu không cần tôi không có khẩu vị gì cô không có ý định cùng nữ chính đỗ quân lan có quan hệ gì huống chi quý chí đào cũng làm việc ở đó đứa nhỏ này lúc trước thật giống như nhìn ra sự dị thường của cô phải bảo trì khoảng cách trần tự không hiểu sao thở vào nhẹ nhõm dương dịch cùng huynh đệ tương thị không hề có ý thức gì chẳng qua đều cảm thấy trạng thái hiện tại đi nhà hàng nhỏ cam lang cũng ăn không ra cái gì tốt huống chi nửa ngày đều ở bệnh viện cùng quán lẩu hao tổn dương dịch dứt khoát đề nghị đi nhà trần tự chúng ta đã lâu không tụ tập cùng nhau tôi muốn sáng sáng nấu cho tôi một ít đồ ăn ngon làm cho miệng tôi giáo sư chen ngươi không được đau lòng sáng sáng ngươi sẽ không ghét bỏ tôi chứ quý sáng sáng thuận miệng trả lời không được nhưng giáo sư trần không nở cho ngươi ăn tôi liền không biết bầu không khí im lặng trong một giây dương dịch đồng tình nhìn biểu ca một cái cái này so với lúc nàng thầm mến tưởng xung còn khó hơn a à. ít nhất hai người bọn họ đều có tâm tư chỉ là ngượng ngùng nói mà quý sáng sáng cái gì cũng không biết a à. vì vậy anh em họ ngươi đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi trần tự đọc hiểu ám chỉ của dương dịch rầu rĩ đáp ứng sau đó nhìn về phía tưởng lễ ngươi có phải đến công ty nhìn một cái hay không tưởng lễ không hiểu tại sao đang yên đang lành tôi đến công ty làm gì chỉ còn nửa ngày nữa là tiếp tục chơi đi công ty của riêng mình là thuận tiện nhất tưởng xung cũng giơ tay đồng ý tiểu đội năm người xuất phát về phía Trần Gia. Lúc này tưởng lễ không có gì nhắc tới tâm tư bạn tốt, mà là cân nhắc đợi lát nữa ăn chút gì ngon, ngẫu nhiên quay đầu lại, liền nhìn Trần Tự nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt. Không tốt, sao vậy? Anh Trật ngươi xem tôi làm gì, giữa lông mày Trần Tự có sự buồn bẻo. Lễ ca, tưởng lễ kinh hải, đừng đừng đừng. Có điều gì đó để nói. Anh Trật. Ngươi là anh thứ tự của tôi, tôi cảm thấy ngươi gọi như vậy tôi không có vấn đề tốt nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút đem hôn nhân đại sự giải quyết đi tưởng lễ thiếu chút nữa chui ra khỏi cửa sổ xe đùa cái gì vậy tôi bán nghệ thuật không bán mình trần tự khẽ thở dài một tiếng hắn cũng chỉ hỏi như vậy dựa lưng trở về ghế nghiêm túc cân nhắc khả năng phái tưởng lễ đến thành phố khác ít nhất vào thời khắc mấu chốt biến mất một đoạn thời gian anh bạn tốt sao không phải là dùng như vậy sao nhưng khi tưởng lễ hỏi lại vì sao hắn lại một câu cũng không chịu nói một là hắn không có xác định hai là cho dù là thật cũng không thể tùy tiện nói tâm sự của cô nương gia tưởng lễ dọc theo đường đi lo lắng đề phòng sau khi xuống xe lại nhảy một câu nhanh chóng chạy đến đội nữ sinh người tám chữ này còn chưa gạt đi đừng nghĩ làm bà mối cho ta trải nghiệm yêu đương tốt đẹp a à. bình thường cũng không thấy ngươi đối với lục nhất đoá thật tốt lúc này sao có thể nở đem hảo huynh đệ hiến ra ngoài trần tự u sâu nhìn bóng lưng hắn thấp giọng nỉ non chính là bởi vì ngươi ở đây ta mới sợ bác tự này vẽ không ra một cái cặp song sinh và hai cô gái đi cùng nhau vừa nói vừa cười tưởng lễ và tưởng xung đều bởi vì suy nghĩ của trần tự mà thay đổi thái độ đối với quý sáng sáng bình thường bọn họ đối với nhân viên bảo mẫu cũng coi như tôn trọng nhưng sẽ không đối xử bình đẳng với bọn họ như bạn bè lúc này lại chân chính nghiêm túc đối đãi tưởng xung vốn miệng ngọt ngào dễ dàng khiến cô gái thích, tưởng lễ cũng tính tình hiền hòa, bốn người đi phía trước hài hòa khoái trá, rơi vào phía sau trần tự cô đơn tịch mịch. Quý sáng sáng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa rồi ăn cơm xong trần trật còn chưa uống thuốc, sợ bệnh tình của anh lại xuất hiện lặp đi lặp lại, lại vừa vặn đối đầu với tầm mắt trần tự, anh phá lệ cười cười với cô, hấp dẫn dịu dàng, cô ngẩn người một chút, cũng mỉm cười, giống như có chỗ nào đó không giống nhau. Đến trần gia, quý sáng sáng mở cửa, tưởng sung sông vào trước một chút không khách khí bật điều hòa, dương dịch luyến tiếc ở trên sofa lẩm bẩm nhớ cảm giác trong nhà, tưởng lễ thì chạy vào tủ lạnh tìm đồ ăn và uống, sáng sáng, tôi muốn uống trà đen nho làm trước ngươi, trong phòng đông lạnh có đá đông lạnh đúng không, sáng sáng, mặt trượt đâu, sáng sáng, nếu buổi chiều chúng ta ở chỗ này ăn cơm có phải 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 đã chuẩn bị được không, quý sáng sáng lần lượt tìm ra, cùng tưởng lễ tiếp xiao lưu loát, trần tự ngồi trên sofa, Xoa xoa huyệt thái dương, sau khi tưởng lễ kèn kèn nói một đống vấn đề, chán nản chống đầu tựa vào sofa, ông chen, ngươi có phải là không thoải mái, hình như có chút đau đầu, quý sáng sáng vội vàng đi vào túi sách tìm thuốc bệnh viện kê đơn, theo lời dặn dò y tế viết trên túi thuốc lấy ra trọng lượng cần thiết, cũng rót cho anh một ly nước ấm, trần tiên sinh, uống thuốc trước đi, trần tự rất thuận theo nói. Được rồi. Ba người tưởng lễ nhìn mà thở dài, thậm chí hoài nghi ba người bọn họ có phải xuất hiện ảo giác hay không, tự cho là ở lại trần gia hay không, nhiều năm như vậy, trần tự cũng không phải chưa từng sinh bệnh, hình như hắn cho tới bây giờ chưa từng lộ ra bộ dáng nhu nhược như vậy chứ. Đặc biệt là ngày hôm nay nhiều người như vậy, cái này gọi là gì, tình yêu làm cho người yếu đuối, chương 34, trần tự uống thuốc xong, quầy mặt trượt sắp bày ra, hắn không vui chơi, gọi quý sáng sáng hỗ trợ chơi, hắn ngồi ở đó xem cuộc chiến, quý sáng sáng không giỏi bài, liên tục cho tưởng lễ ăn bài ba lần, bắt đầu không bình tĩnh nữa. Trần Tiên Sinh, tôi thật sự sẽ không chơi, nếu không vẫn là ngươi đến đây, tôi đi chuẩn bị cơm tối, thời gian là ít hơn 3 giờ." Tưởng Sung và Dương Dịch nháy mắt, Dương Dịch vội vàng ngăn cản cô, "Không có việc gì sáng lạng, giáo sư Trần có nhiều tiền thì hoàn toàn không sợ thua, hôm nay ai thắng ai mời khách, đợi lát nữa ngươi liền cầm tiền anh lễ thắng đi mua đồ ăn, chúng ta cùng nhau chơi nhiều một lát." Trần tự cũng nói, "Bây giờ còn sớm." Quý sáng sáng mới không bất an như vậy, chỉ là lúc ra bài không chính xác lặng lẽ quay đầu lại nhìn thần sắc trần tự một cái, hắn liền ngồi ở phía sau nhìn chầm chầm bài bài của cô, ngẫu nhiên bất động thanh sắc ý bảo một chút, quý sáng sáng thắng hai ba ván, mặt khác ba người cũng không vạch trần đôi hợp tác này, dương dịch nghĩ cũng không tiện lại vạch trần, vạn nhất sáng sáng lại nói gì đó cho biểu ca một kích, buổi tối kia đừng nghĩ ăn cơm thật tốt, cứ chơi đến ba giờ rưỡi như vậy, quý sáng sáng nhường chỗ ngồi cho trần tự cô vào phòng bếp chuẩn bị danh sách mua sắm, nguyên liệu cần thiết để xào lẩu cùng với đồ ăn mọi người muốn ăn, đều nghĩ kỹ liền chuẩn bị ra ngoài, dương dịch suy nghĩ một chút, đá một cước tưởng lễ. Lễ ca, ngươi cùng sáng sáng đi, lại mua chút đồ uống cùng kem, ta sợ sáng sáng một mình cầm không được, tưởng lễ ngẩn người một chút, không nên trần trật đi sao, trần tự cũng hiểu được, đứng lên nói. Ngươi là khách nhân, hay là ta đi đi? quý sáng sáng quả thật cầm không hết rất nhiều đồ đạc, cũng không có lý do cự tuyệt, đó không phải là tự ngược sao, cho nên hai người cùng nhau ra ngoài, cửa lớn vừa đóng lại, tưởng trùng dơ ngón tay cái lên cho dương dịch. Cao, vẫn là ngày cao, nếu trần tự là người đầu tiên nói đi cùng nhau nhiều không ổn, người ta là bệnh nhân, còn dễ dàng bại lộ mục tiêu, dương dịch ôm ngực. Đó là, hai người các ngươi căn bản không hiểu tâm tư của nữ hài tử, nhanh lên, giúp ta tẩy bài ít một người cũng không chậm trễ chơi bài. gần trạng vạn mặt trời lớn, người đi ra ngoài đâm không mở được mắt, đi đến chỗ râm mát, Trần tự bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ta xem danh sách, nhìn đều muốn đi nơi nào. Quý sáng sáng có chút kinh ngạc, cọ sát một chút vẫn là giao ra danh sách. Trần tự có một tật xấu, có thể là di chứng của việc làm giáo viên, mỗi lần nhìn thấy sai chính tả liền nhíu mày, nhưng Quý sáng sáng cũng không phải luôn viết sai chính tả, càng không cố ý phù hợp với hình tượng văn hóa tiểu học mà là có vài chữ thật sự cầm bút liền quên cũng không thể lần lượt đều phải tạm thời lật xem từ điển cho nên khi viết tay liền cầu một cái thần lạ dùng bút liên bút che giấu chữ thiếu cánh tay thiếu chân điều này thuần túy là do chơi điện thoại di động và máy tính quá nhiều quý sáng sáng kiên quyết không thừa nhận cô đây là trình độ văn hóa chân thật của cô trần tự xem qua danh sách quả nhiên lại nhíu mày trứng chim viết sai chữ ăn cơm trưa viết hàm hồ quay đầu nhìn quý sáng sáng vành tay đều đỏ hắn miếng môi cái gì cũng không nói. Quý sáng sáng ngược lại cảm thấy kỳ quái, sắp đến chợ cũng không thấy anh có ý chỉ ra, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng khi chọn mua nguyên liệu cần thiết, Trần Tự chỉ chỉ chữ chính xác trên bản hiệu, giọng điệu thoải mái. Ngươi nếu thi đậu văn bằng trung học, chữ phải viết rõ ràng chính xác, không cần nhiều bút, cũng không nên ghi đại khái, bất quá không gấp gáp, còn có thời gian, nửa câu sau cộng thêm cứng nhắc. Quý sáng sáng không biết vành tay mình vì lời này mà náo loạn càng đỏ, gật gật đầu như chim kỹ. Được, nguyên liệu mua một đống, hai người cầm đều cố hết sức, trần tự ở chợ tìm một bộ điện thoại thu phí đến nhà điện thoại, vừa mới xách túi lớn túi nhỏ đi ra chợ, cặp song sinh tưởng gia liền tới, tưởng sung không có đầu óc, trực tiếp nói, thật vất vả mới tạo ra chút thời gian này, đây không phải là một thời điểm quan trọng để thể hiện sự chu đáo, tưởng lễ cho đệ đệ một cước, nói bậy cái gì, trần tự nâng mí mắt lên. Ngươi là muốn ăn cơm, hay là muốn cùng dương dịch tán gẫu tình cảm, quý sáng sáng treo gẹo. Nếu sớm có giác ngộ này, tiểu dịch có thể rất vui vẻ, tưởng trùng thiếu chút nữa cắn đến đầu lưỡi mình, cùng tưởng lễ liếc nhau cố gắng nghẹn cười, vẻ mặt thụ giáo liên tục gật đầu, về đến nhà đem đồ đặt tách ra sửa sang lại, bốn người nhìn hơn 10 loại gia vị tay chân luống cúng, cái này cái gì đầu óc có thể ghi nhớ nhiều gia vị như vậy a? À? Tài năng Tài năng tuyệt đối, dương dịch thành khẩn nói sáng sáng, nếu tôi có trí nhớ ngươi, ít nhất lúc học văn sẽ không đau đầu đụng vào tường, quý sáng sáng có một chút cảm giác thành tựu như vậy, trí nhớ của ta vẫn có thể chứ, nghĩ như vậy, nhìn trần tự, hắn cũng tràn ngập ý cười, tự như đồng ý điểm này, nàng rốt cuộc nhớ tới trần tự chỗ nào lạ, hôm nay tươi cười đặc biệt nhiều, bất quá trước mắt có chuyện quan trọng hơn, quý sáng sáng không có thời gian suy nghĩ kỹ, cũng rất ít khi cân nhắc tâm tư của trần tự. Đi vào phòng bếp bận rộn trước, Quý sáng sáng thích ăn lẩu, là một blogger ẩm thực làm sao có thể không làm ra nguyên liệu đáy lẩu, phương thuốc này là cô căn cứ vào khẩu vị của mình mà điều chỉnh ra, hương vị thơm ngon cay, hơn nữa còn thêm một chút dược liệu Trung Quốc ôn bổ, thanh nhuận, tránh ăn nhiều lửa. Gia vị lần lượt xuống nồi, hơi thở cay nồng của phòng bếp bay ra thật xa. Buổi trưa không ăn cơm ngon đều vô tâm đánh bài, nhất là Dương Dịch và Tưởng Trùng Ba chờ lẩu làm xong, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm chủ động vào phòng bếp xử lý đồ ăn dương dịch chảy nước miếng hỏi sáng sáng nghề này của ngươi đều có thể mở nhà hàng chứ tại sao làm bảo mẫu ở đây ngươi nếu mở một nhà hàng tôi ăn mỗi ngày tưởng trùng nhìn sắc mặt anh thứ bất đắc dĩ che mặt quý sáng sáng nghiêng đầu cười cười tôi sẽ không làm ăn a à, hơn nữa phương thuốc này cũng không đặc biệt lắm người biết làm nhiều đấy tưởng lễ ngược lại tâm thần khẽ động lấy bả vai đụng vào trần tự nhìn trần tự lạnh nhạt rất nhanh ý thức được vị này sợ là đã sớm nghĩ đến, cách không được ngươi nói chuẩn bị sẵn sàng, Trần tự lười biện giải, đem một đĩa rau ăn giao cho bọn họ ra ngoài, từ trước đến nay không thích trên người dính mùi khó dầu, chậm rãi ở trong phòng bếp xử lý. chạng vàng, lẩu bưng lên bàn, năm người ăn đặc biệt thỏa mãn, nguyên liệu cây thuần khiết, nước chấm cũng hợp khẩu vị, nói nháo nháo trực tiếp ăn đến 8 giờ tối. Bàn ăn một mảnh hỗn độn, thủ phạm không để cho quý sáng sáng một mình chịu mệt cùng nhau xử lý sạch sẽ mới phải tản ra, Quý Sáng sáng một thân hương vị, sớm muốn về nhà tắm rửa, Dương Dịch cùng nàng tay trong tay rời đi, tay kia còn mang theo một lon nguyên liệu đáy nồi lẩu, thiếu chút nữa luyến tiếc buông tay, nếu tôi là em gái ruột của giáo sư Trần thì tốt rồi, mỗi ngày đều ở lại đây ăn cơm ngươi nấu, Quý Sáng sáng nhịn không được bật cười, muội muội người ta quả thật tay nghề tốt hơn, chẳng qua hiện tại người biết không nhiều lắm mà thôi, Tưởng Sung dừng lại phía sau, chờ cùng quý sáng sáng tách ra rồi mới đi tìm dương dịch nói chuyện tưởng lễ cũng muốn đi theo phía sau người rời đi kết quả bị trần tự kéo lại tại sao trần tự nghĩ chính ngôn ngươi cùng tưởng xung về nhà tưởng lễ không hiểu ra sao đương nhiên là vậy người muốn đi cùng dương dịch ngươi không cảm thấy ngươi dư thừa sao a à, ngược lại cũng vậy tưởng lễ không hề cảm thấy có cái gì không đúng cũng không phát hiện trong mắt trần tự phòng bị còn chưa thỏa mãn sách lon lẩu kia của hắn ngửi ngửi Ta nói, ngươi thích người ta cái gì, có phải bởi vì nấu cơm ngon hay không? Chưa bao giờ thấy ngươi đặc biệt như vậy đối với bất cứ ai, Trần tự rủ mắt xuống. Không phải, giọng nói vững chắc, chương 35, quý sáng sáng về đến nhà nằm xuống mới nhớ tới buổi tối quên nhắc nhở Trần tự uống thuốc, nhưng chính cậu hẳn là biết chứ, buổi tối cô cố ý làm một nồi canh nấm, hình như anh không ăn bao nhiêu đồ cay, hẳn là không có việc gì, ý niệm trong đầu kết thúc, quý sáng sáng rất kiên định ngủ thiếp đi bất quá ngày hôm sau hai người vẫn chạy tới bệnh viện hỏi buổi tối có uống thuốc hay không trần tự rất bình tĩnh trả lời ăn rồi bất quá lỗ tai tôi bị viêm đều sẽ lặp đi lặp lại có thể sẽ có chút phiền toái quý sáng sáng đương nhiên không dám nói phiền toái còn rất đáng tiếc cuộc gặp gỡ khi còn nhỏ của hắn tai trần tiên sinh bị viêm nhiều lần sau làm thế nào điều này có thể xảy ra đánh ngươi những đứa trẻ đó có bị trừng phạt không Hôm qua chỉ nghe anh và bác sĩ trình bày nguyên nhân bệnh tình, cũng không biết chính xác vì cái gì đánh nhau, trong con ngươi Trần Tự đầy u ám. Ta cũng không biết có bị trừng phạt hay không, khi đó ta mới 10 tuổi, đến nhà cha mẹ nuôi 2 năm, bọn họ bị tổ chức kiểm duyệt, những tiểu hài tử kia biết chân ta què liền tới tìm ta phiền toái. Lúc 10 tuổi, quý sáng sáng tính toán, là 10 năm kia mới bắt đầu không bao lâu, quả thật lộn xộn, lỗ tai tôi bị đánh choáng váng sau đó mới đưa đến bệnh viện sau khi bị thương tốt tôi lần lượt tìm bọn họ tính sổ bất quá bọn họ vận khí tốt bị đánh giống nhau lỗ tai đều không có việc gì quý sáng sáng nghe ra một tia hương vị tất báo trần tự cũng hỏi có phải cảm thấy tôi làm như vậy rất đẫm máu không ta không có biện pháp phán đoán ai cũng phải gánh chịu hậu quả cho chuyện mình làm quý sáng sáng không có khả năng khuyên trần tự buông bỏ cừu hận trong quá khứ trong quá trình trưởng thành của ai không có bóng ma tồn tại tựa như khi còn bé cô còn hận mẹ kế biết rõ cha mẹ không có khả năng tái hợp cũng rõ ràng phụ thân muốn có gia đình mới nhưng vẫn không buông xuống được là bởi vì không cam lòng sau này lớn lên cũng không có toàn bộ thoải mái chỉ là đã trưởng thành có thể cường đại đến mức không quan tâm đến cảm xúc thời thơ ấu ngẫu nhiên nhớ tới còn có thể có sương mù nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường hơn nữa hoàn cảnh lúc đó trần tự không có khả năng được đối xử công bằng tuy nhiên sau khi cha mẹ ngươi lấy lại danh tiếng, ngươi có truy cứu vấn đề này không? Trần Tự không sao cả đạo. Truy cứu qua, đối phương bồi thường cho cha mẹ ta, Quý sáng sáng trầm mặt lấy đúng, bởi vì không biết nên nói gì với anh, cũng may, Trần Tự cũng không quan tâm những thứ này, vẻ mặt dần dần sung sướng, vì bọn họ mà đồng ý về chuyện này. Hôm nay yên lặng truyền dịch xong, lúc trời khỏi bệnh viện, Trần Tự nhìn thấy trước cửa bệnh viện có người bán đào chẳng qua không phải lúc trước bọn họ mua qua quầy hàng nhỏ, đi mua chút đào đi, được, tuy rằng không phải cùng một chủ sạp, nhưng quán tính của việc sử dụng động tác nhỏ cho cân, lần này bị quý sáng sáng nhìn thấu, trả tiền xong rời đi, quý sáng sáng trong lòng khẽ động, nói chuyện phím như thường lệ hỏi. Lần trước tôi cùng vương lão sư đến bệnh viện, ngươi cũng tới, hai nhà thân thích các ngươi đều biết nhau sao, cô cũng không phải là người thích hỏi thăm quan hệ gia đình của người sử dụng lao động, bằng không cũng sẽ không nghẹn một tháng không hỏi, nhưng hôm nay thời cơ vừa vặn thích hợp, không hỏi một chút, thật sự rất tiếc nuối. huống chi, nàng cũng không có cách nào khác biết được tin tức của Văn Hinh Hinh, Trần Tự cũng không ngại, giải thích đơn giản. Là mấy nhà đại nhân quen biết, Văn Hinh Hinh là cháu gái của mẹ nuôi ta, quý sáng sáng mặt không đổi sắc nói dối. Đó cũng là biểu muội của ngươi, nghe nói cô gái kia sau tai nạn xe cộ trở lại bình thường, Phụ cận nhà chúng ta cũng có một người bị cháy não, có phải cũng phải trải qua tai nạn xe cổ mới có thể khôi phục hay không?" Trần Tự bật cười. "Ngây thơ, làm sao có thể chứ? Chuyện của cô hẳn là trùng hợp, ngay cả bác sĩ cũng không nói rõ là chuyện gì xảy ra, lúc cấp cứu tim đập cũng ngừng đập, bác sĩ làm phẫu thuật kỹ thuật cao minh, lại cấp cứu một lần, kết quả có vui ngoài ý muốn, đến bây giờ cô vẫn còn dưỡng bệnh, nghe nói không khác gì người bình thường." cuối lời nói làm cho hắn nhớ tới nội dung trong điện thoại của Hồ Cẩn Lan lúc trước, sắc mặt trầm xuống, lại khôi phục như thường trước khi quý sáng sáng nhìn qua. Quý sáng sáng phát hiện trần tự tự hồ sẽ không quá thích đề tài văn hinh hinh, nhanh chóng chấm dứt. Thì ra là như vậy, tai nạn xe cổ khôi phục vẫn là không nên tùy tiện sử dụng tốt hơn, đúng, trần tự trả lời khẳng định, quả nhiên không nói thêm nữa. Về đến nhà, quý sáng sáng chuẩn bị cơm trưa, làm cháo đậu xanh, món ăn cũng thanh đạm như nhau sau bữa cơm nghỉ trưa nửa tiếng quý sáng sáng vừa khôi phục tinh thần thay bộ sofa hoàn toàn thanh nhàn đi vào phòng khách đọc sách cô đã hỏi qua môn thi văn hóa trung học cũng mang đến đầy đủ sách giáo khoa ngữ văn tiếng anh các loại đối với quý sáng sáng không có khó khăn khó khăn nhất chính là toán học nhắc tới toán học quý sáng sáng cũng không khỏi cảm tạ thân phận học sinh không xuyên không xuyên qua kỳ thi tuyển sinh đại học bằng không lớp văn hóa của cô khẳng định rất đặc sắc cô thi đại học là sinh viên nghệ thuật văn hóa vượt qua một quyển đường, miễn cưỡng tính trung cấp trình độ, nhưng sau khi học đại học không tiếp xúc qua, những kiến thức toán học này cô trả lại cho giáo viên. Quý sáng sáng ôn tập chương trình lớp 4 và lớp 5 trước, vấp ngã cơ bản tính toán, nhưng toán trung học cơ sở có độ khó không nhỏ, nhìn quen mắt, công thức và định nghĩa đều hiểu. Sau khi làm bài tập sau giờ thì một chai bất mãn nửa chai lắc lư, luôn có chút hương vị đúng mà không phải, vốn cảm thấy thi cầm nắm tay, cũng sinh ra không ít khiếp đảm nếu thi không được có thể làm mất mặt nữ xuyên không hay không quý sáng sáng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương vừa định tiếp tục làm đề liền nghe có người gõ cửa cô không đóng cửa ngẩng đầu liền nhìn thấy trần tự còn mang theo nụ cười cả người nhu hòa sáng sủa trần tiên sinh làm sao vậy trần tự còn chưa kịp ngăn cản động tác đứng dậy của cô đành phải đi vào cúi đầu nhìn sách giáo khoa trong tay cô ôn tập thế nào quý sáng sáng trong nháy mắt cảm nhận được uy áp của lão sư còn, không được lắm, thành thật mà nói, giáo viên không biết gì, sẽ không mất mặt, hắn chỉ chỉ sách giáo khoa tiểu học, những thứ này đều đọc xong rồi sao, đúng, trung học cơ sở có phải là rất vất vả không, quý sáng sáng trầm mặt gật đầu, tiểu nhân cặn bã nội tâm rộng mặt lệ điên cuồng trốn góc tường, cầu khẩn lão sư có thể nhanh chóng rời đi, đáng tiếc trời không như ý muốn, trần tự cầm lấy sách giáo khoa cùng giấy cói, kiểm tra bài tập cô đã làm. Lông mày đẹp khi thì giãn ra khi thì nhíu lại, ánh mắt tựa hồ dính vào trên đó một lúc lâu không nói lời nào một lát sau trần tự cầm những thứ kia xoay người vừa nhìn vừa đi ra ngoài cầm sách giáo khoa ngươi đến thư phòng a à, quý sáng sáng đứng không nhúc nhích trần tự quay đầu lại không thể cự tuyệt nói ngươi mình ở đây không chuyên tâm cần lão sư nhìn chằm chằm đến thư phòng ta cho ngươi ra mấy câu hỏi xong đời đột nhiên thi theo đường quý sáng sáng kiên trì di chuyển về phía thư phòng bước liên tục không thể di chuyển được. Thư phòng của Trần tự to bằng phòng ngủ, có cửa sổ và bàn làm việc thật lớn, bên trong ánh sáng sáng ngời, hắn mang theo một cái ghế đặt đối diện ghế chính, cầm lên, ngồi xuống, quý sáng sáng cúi đầu, ngoan ngoãn làm theo. Trần tự chứng kiến tất cả những động tác nhỏ của cô, khóe môi nhịn cười. Trong lúc tôi ra đề cho phép ngươi đọc sách thêm một chút, chuẩn bị thật tốt, được rồi, không phải là lăng trì xử tử sao, chương 36 quý sáng sáng hiện tại cảm giác không tốt lắm thật vất vả mới thích ứng được cuộc sống ở đây bình thường ở lĩnh vực mình am hiểu nấu cơm trần tự chưa bao giờ nói gì nhưng hôm nay người ta là giáo viên cô là cặn bã học sinh cầm đề thi hận không thể trực tiếp chui vào trong bài thi chẳng qua quý sáng sáng cảm thấy cô hẳn là không có cơ hội xuyên qua lần thứ hai vẫn là nghiêm túc thẩm vấn nhìn kỹ lại chữ rất đẹp quý sáng sáng nhận mệnh làm đề ngẫu nhiên len lén liếc mắt nhìn trần tự một cái cậu đang viết bản thảo biên soạn sách, từng nét từng nét giống như tiện tay cầm tới. Một lát sau, bài xích trong lòng biến mất, quý sáng sáng bắt đầu nghiêm túc, hoàn toàn không biết người vừa rồi nghiêm túc viết chữ lặng lẽ dời một tấm bản thảo viết phế đi, nhìn chầm chầm nghiêng mặt cô cười cười, đề trần tự ra không khó, đều nằm trong phạm vi quý sáng sáng chuẩn bị, cô có thể làm bảy tám phần, đề cuối cùng quá khó, nhưng quy củ viết chữ, giải, trần tiên sinh, tôi đã làm được rồi hắn giơ tay lên nhận lấy bài thi phê bình cơ hồ không cần suy tư nhiều quý sáng sáng lại mệt mỏi cách không được người ta là giáo sư đại học phê đến một nửa trần tự dừng tay lại vấn đề này sai rồi khái niệm căn bản thứ hai cho ta học một chút nếu một số quý sáng sáng rất bi kịch khẩn trương rõ ràng cảm thấy khái niệm ở bên miệng nhưng chính là không học được trần tự nghiêm túc lại ôn hòa đọc khái niệm một lần cuối đầu tiếp tục phê bình Nhìn thấy đề lớn cuối cùng cuối cùng không nhịn được cười, thái độ vẫn rất đoan chính mà, nhìn chung vẫn rất tốt, ngươi không có nền tảng trung học cơ sở, có thể làm ra 6 7 phần đã khiến tôi rất bất ngờ, tôi cảm thấy rất nhiều khái niệm ngươi đều rõ ràng, chỉ là vận dụng không đủ thành thạo, làm nhiều đề là tốt rồi, ngươi phi thường thông minh. Đây là ấn tượng của Trần Tự, hắn vẫn cảm thấy Quý Sáng Sáng là một cô gái rất thông minh, còn nữa, tật xấu khẩu thả phải sửa lại, chữ trong ngữ văn phải sửa lại nghiêm túc viết, được, ngươi làm thế nào về điểm tiếng Anh, quý sáng sáng rung lên, giật một lời nói dối hợp lý. Tự học qua một chút, nhà tôi từng có một đài phát thanh, học theo, cũng xem qua sách giáo khoa trung học cơ sở của em trai tôi, trẻ em Yên Thành bắt đầu học tiếng Anh từ năm thứ ba của trường tiểu học, ngay cả khi tốt nghiệp tiểu học cũng có một nền tảng nhất định, trần tự gật gật đầu, cũng không thi nói tiếng Anh của cô, mà là nói hai từ để mặt viết, đều là trong phạm vi trung học cơ sở, quý sáng sáng viết ra một chữ không sai, không sai, quý sáng sáng một trái tim rơi trở lại trong bụng, ít nhất không bị mắng, bất quá cũng không cao hứng lắm, nếu như cô thuần túy là văn hóa tiểu học, nhận được đánh giá này khẳng định vui vẻ, nhưng cô không phải, tôi biết rồi, cảm ơn Trần Tiên Sinh, cô ấy sẽ đứng dậy và rời đi, nhưng Trần tự gõ gõ lên mặt bàn. Ngồi xuống, sau này ở đây đọc sách, sẽ không có vấn đề có thể hỏi tôi, à, quý sáng sáng tràn đầy không tình nguyện, cái khác không nói áp lực cũng quá lớn hơn nữa chính là không thích hợp bọn họ là chủ nhân và nhân viên ngẫu nhiên hỗ trợ chỉ điểm còn có thể lão lại ở chỗ này tính là chuyện gì xảy ra căn bản không có chừng mực trần tự liễm mắt cười khẽ a à, cái gì tôi không xứng đáng với ngươi làm giáo viên không phải tôi biết ngươi nghĩ gì nhưng có thích hợp hay không chúng ta rõ ràng là được rồi tình huống ngươi không thích hợp để nhờ người khác giúp đỡ kỳ nghỉ hè của tôi đều ở nhà nhàn rỗi thuận tay giúp ngươi giải đáp vấn đề coi như là thư giãn để ngươi ngồi ở đây sợ ngươi một người có vấn đề ngượng ngùng hỏi hơn nữa ngươi lúc ấy cứu dương dịch cha mẹ cô ấy vẫn muốn cảm tạ ngươi nhưng không biết ngươi cần cái gì cho tiền cho những thứ không phù hợp tôi nghĩ rằng cho ngươi muốn bằng tốt nghiệp là thích hợp nhất ngươi yên tâm học tập nếu cảm thấy băn khoăn tôi trong thời gian huấn luyện tiền lương giảm một số trừ đi một phần ba tiền thuê nhà làm thế nào lời nói của hắn đều suy xét kỹ quý sáng sáng không tìm được lý do cự tuyệt nhưng mà trần tự ra hiệu dừng lại ngươi là bảo mẫu của tôi cũng là học trò của tôi con người tôi yêu cầu tương đối nghiêm khắc làm như vậy cũng là hy vọng ngươi có thể thi ra kết quả tốt đừng để mất người của tôi hả quý sáng sáng tai nóng lên cảm ơn trần tiên sinh hắn ừ một tiếng thản nhiên nhận lấy phần cảm tạ này tôi nói nghiêm khắc không phải là nói đùa kỳ nghỉ hè hai tháng này ngươi có thể rất khó khăn, quý sáng sáng ngẩng người. Được, sau đó lại cảm thấy không trịnh trọng, nghiêm túc nói, "Ta không sợ vất vả." Trần Tự cười cười, âm thầm thở vào nhẹ nhõm, lần đầu tiên gặp mặt, anh nhớ kỹ giọng nói của cô, gặp lại nhau nhớ kỹ bộ dáng và tài nấu nướng của cô, thỉnh thoảng lọt vào giấc mơ, lần đầu tiên trong đời đối với một người phụ nữ có cảm giác như vậy, Trần Tự không tin yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, huống chi giữa hai người khác biệt quá lớn. Nhưng lý trí không khắc phục được xúc động một khắc nào đó, lựa chọn ở thời điểm cô nghi ngờ bị người theo dõi quản lý việc của người khác, lựa chọn để cô đến nhà làm bảo mẫu. Tháng này, hai người ở chung rất thoải mái, thậm chí cuộc sống như vậy lâu hơn một chút cũng sẽ không chán. Nếu như cha mẹ hai bên nhất định phải để cho hắn kết hôn, hắn tình nguyện chọn một người hợp ý, vô luận văn hóa quý sáng sáng như thế nào, hoặc là nói, hắn không muốn thừa nhận lúc khẳng định tâm ý với tưởng lễ không quan tâm qua những thứ này xác định tâm tư rung động cùng bất an, không phải đến từ sự treo ghẹo của tổn hữu, mà là bản năng. Bất quá tất cả những chuyện này, quý sáng sáng cũng không biết, nhưng, bất luận hai người bọn họ có thể thành công hay không, hắn luôn hy vọng quý sáng sáng có bản lĩnh an thân lập mệnh, không cần vì sinh kế mà bức bách. Chuyện giảng bài nói rõ ràng, mỗi ngày quý sáng sáng ngoại trừ công việc của mình, bắt đầu dậy sớm học thuộc lòng văn bản từ vựng, buổi tối thức đêm làm bài, Trần Tự nghiêm khắc không phải ngoài miệng nói mà thôi, làm sai đề có trừng phạt, còn nhờ người mang đến đề thi các môn năm học trước của trường trung học thực nghiệm, một sấp giày tỏa ra mùi mực nồng đậm, mỗi lần sai đề, liền làm thêm hai tờ giấy. Quý sáng sáng đi tới nơi này không lâu liền dưỡng thành thói quen nhất định phải đi ngủ trước 9 giờ, hiện tại hoàn toàn khôi phục đồng hồ sinh vật mèo đêm, 11 giờ đêm ngủ từ 6 giờ sáng, bất quá cũng có lợi, quý sáng sáng một mình ôn tập luôn có chút tản mạng nhưng ở cùng một chỗ với Trần Tự liền hết sức chăm chú, hiệu suất học tập tăng lên nhanh chóng, cách không được thời học sinh luôn có người thích giáo viên một mình mở bếp nhỏ. Dưới chiến thuật đề hải và nền tảng ban đầu, quý sáng sáng trong vòng nửa tháng đã gặm thấu sách giáo khoa toán lớp 11, văn bản ngữ văn cần đọc thuộc lòng đều học thuộc lòng buổi sáng, nhớ kỹ, tình huống cầm bút quên chữ giảm đi rất nhiều, Trần Tự thỉnh thoảng sẽ khen cô, nhưng cũng không phải ánh mắt nhìn thiên tài. Quý sáng sáng hiểu được, bởi vì thời gian giữa giờ học của cô hỏi thăm lịch sử vinh quang của Trần Tự, bản thân người ta chính là trẻ em thiên tài, 10 năm đó chương trình bị chậm trễ đều là tự học bổ túc, khôi phục thi đại học liền thi đậu vào trường trâu bò nhất, tranh thủ cơ hội du học công lập sau đó học thêm tiếng Anh, lại lấy được thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài, nói một tiếng ngoại ngữ lưu loát, về nước đến trường giảng dạy, thuận lợi đánh giá chức danh giáo sư, học bá như vậy một mình dạy kèm quý sáng sáng đều cảm thấy trừ đi một phần ba tiền lương quả thực khuất tài tuy rằng quý sáng sáng vẫn rất vui khi có giáo viên như vậy phụ đạo cô cho nên hơn nửa tháng này hai người ở sâu trong đơn giản ngoại trừ lúc mua đồ ăn và cần ra ngoài từ chối các loại hoạt động giải trí dương dịch và tưởng xung qua đủ hai người thế giới mượn chủ nhật đến cửa chuyển đến thư phòng nhìn thấy các loại sách cùng sách giáo khoa trải trên đó trường trung học cơ sở đại học đều có nhất thời sửng sốt hai người các ngươi mỗi ngày ở nhà đọc sách, họ nghĩ. Đó không phải là một sự lãng phí thời gian sao, chương 37, dương dịch quả thực đem câu nói kia viết lên mặt, quý sáng sáng không hiểu. Đọc sách rất lãng phí thời gian sao, không phải, dương dịch nhìn về phía biểu ca nàng, vốn tưởng rằng thời gian dài như vậy không tới quấy rầy, hai người khẳng định làm được một ít chuyện, ít nhất chọn rõ sự thật thích, mau chóng ngọc thành chuyện tốt, ai ngờ, biểu ca còn mài dũ như vậy, anh, ngươi có phải ngại nói không dương dịch nghĩ thầm nàng có thể làm thay nhưng nhìn tầm mắt tử vong của biểu ca nàng lại không dám nói trần tự lại cảnh cáo cô một cái giả vờ không thèm để ý nói hai người các ngươi tới làm gì sáng sáng muốn thi dùng thời gian rảnh rỗi đọc sách chăm chỉ tưởng xung kéo gốc áo bạn gái được còn nghe không ra sao chê hai người bọn họ bắt cóc tiểu cô nương nói không chừng người ta lấy dạy học làm niềm vui Dương Dịch biểu môi. Vậy cũng không thể đọc sách, dù sao cũng phải có chút thời gian thả lỏng đi. Ngươi xem hôm nay là chủ nhật, chúng ta cùng đi ăn cơm, tưởng lễ lúc trước nói đến quán cơm nhỏ Cam Lang, hắn đều ở phụ cận chờ, để cho chúng ta đi qua đây, nhiều nhất là 1-2 giờ, thế nào? Vậy ngươi có thể gọi điện thoại." Lời này dứt lời, Dương Dịch cảm nhận được chỗ kinh khủng, nghe ra oán niệm của biểu ca. "Không phải, thật sự lấy cùng nhau đọc sách làm ở một mình sao?" tôi sai rồi, anh họ giáo sư Trần, tôi nên gọi điện thoại trước, 11 giờ tới cửa đón người, nếu không hai người ở đây đọc sách, chúng ta đến chút nào lại ra ngoài. Trần tự không lập tức trả lời, mà thoáng nhìn thấy quý sáng sáng rõ ràng thoải mái vui mừng, rốt cuộc buông lỏng miệng. Sau khi ăn cơm trưa chúng ta liền trở về, tốt, quý sáng sáng muốn đi nhà hàng nhỏ của nữ chủ dạo chơi lại sợ gặp phải người không nên gặp, bất quá rối rắm một lát, tò mò lớn hơn khiếp đảm, cùng dương dịch tay trong tay đi ra ngoài tưởng xung dừng lại phía sau thật cẩn thận hỏi anh tự hai người cứ như vậy sao thế nào không có gì tôi sợ con chúng ta đều sinh ra sáng sáng còn đang đi học trần tự không nhanh không chậm cười lạnh ngươi đừng cao hứng quá sớm cũng phải xem dương dịch có thể gả cho ngươi sớm như vậy hay không hắn là đại cửu ca tuy rằng là biểu nhưng nói chuyện rất có trọng lượng tưởng sung nhất thời hối hận ngươi nói hắn vừa rồi vì cái gì miệng nợ như vậy, bốn người ra ngoài chặn một chiếc taxi, trần tự ngồi ở ghế phụ, phía sau chen chút người, tưởng trùng đáng thương rụt vào góc, nghe dương dịch và quý sáng sáng nói chuyện phím, sáng sáng, ngươi nếu thi đậu trung học, đó không phải là phải học ba năm mới tốt nghiệp sao, anh họ phải chờ ba năm, quý sáng sáng ừ một tiếng, không dám nói mình còn muốn thi, trước khi chưa làm được, nghe như nói chuyện lớn, dương dịch lại hỏi vậy giáo sư trần dạy ngươi bài tập về nhà ngươi gọi hắn cái gì chứ tình huynh muội cảm động trời đất này tết phải cho đại lì xì chứ trần tự thông qua gương chiếu hậu cho cô một ánh mắt khẳng định quý sáng sáng hoàn toàn không biết gì cả trần tiên sinh à có phải quá thích hợp hay không gọi cô chen nàng biết dương dịch có thể hiểu lầm lúc trước trần tự nhiệt tình hỗ trợ cho rằng trong đó có cái gì nhưng lại không cảm giác được trong này có chỗ nào quá phận bởi vì không giống như là kéo lan phối cứng rắn ghép đôi dương dịch biểu tình cổ quái giống như nhịn cười lại cực lực làm cho mình đứng đắn đang yên đang lành nữ công an lại có một tia hèn mọn trước khi phá công giả bộ lão thành trì trọng đứng đắn nói ngươi còn hô họ cũng quá thấy ra ngoài coi như là ca ca ta cảm thấy biểu ca rất hữu ích nếu như quý sáng sáng đối với tình cảm tôn sùng tràn đầy của lão sư không có tình cảm nam nữ giáo sư trần làm thầy làm sao có thể xuống tay với học sinh không thể để cho tình yêu xấu đi a à. Trần tự lấy tay nắm tay đặt ở bên môi ho một tiếng, bình tĩnh nói. Hô cái gì cũng không sao cả, ngươi đừng lừa gạt lung tung, tưởng Xung cứng rắn chuyển đề tài. Tiểu dịch, ngươi nhìn bên ngoài có một quy xê, mới mở một sở thú, nếu không tuần sau chúng ta đi xem, được qua, sáng sáng, hai người cùng đi đi chứ. Ngươi xác định muốn có thêm hai bóng đèn điện vướng vía, dương dịch buông tha, nàng chưa đến mức vì hôn sự của biểu ca hy sinh hết thảy, hơn nữa lại sợ hảo tâm làm chuyện xấu, hai người này quá khó cân nhắc, trong xe trầm mặt trong chớp mắt, đầu quý sáng sáng không ngừng, có phải thật sự nên thay đổi xưng hô một chút hay không? Vẫn gọi Trần Tiên Sinh là không thích hợp. Chi bằng bỏ họ, có vẻ như không tệ lắm, taxi rất nhanh chạy đến cửa quán cơm nhỏ cam lan, đúng giờ cơm, phụ cận lục tục có khách nhân đi về phía này, quý sáng sáng theo bọn họ đi vào. Liếc mắt một cái nhìn thấy quý chí đào đang bận rộn trong đại sảnh, bên cạnh quý chí đào có một cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy, hiện tại được yêu thích nhất là mặt trứng ngỗng, kính tròn, cười rộ lên rất đáng yêu, quý sáng sáng chắc chắn đây chính là nữ chính Đỗ Quân Lan. Đỗ Quân Lan chỉ ngay người ở đại sảnh một hai phút, lại cước bộ không ngừng đi làm việc ở hậu trù, đoàn người quý sáng sáng đối với cô mà nói đều là khách nhân bình thường, quý chí đào nhìn thấy quý sáng sáng, lại chỉ coi như khách hàng bình thường, dẫn dắt bọn họ tìm chỗ ngồi tưởng lễ định bên trái phải quý sáng sáng vẫn là dương dịch và trần tự tưởng lễ sau đó chạy tới năm người tề tựu bắt đầu gọi món thực đơn đặt trong tay trần tự trước hắn gọi hai món kiến lên cây và sườn chua ngọt lại muốn thêm rau xanh quý sáng sáng sau khi biết hậu giác là hỏi cô hai món ăn đều phù hợp với khẩu vị của bọn họ nhiều loại rau xanh điều chỉnh vừa vặn cũng không uổng phí cô lần lượt nấu cơm đều phải hao hết tâm tư làm một đĩa rau xanh còn phải tránh được đồ ăn không thích ăn trong bóng tối thời thơ ấu của trần tự mới chậm rãi sửa chữa tật xấu của rau xanh anh ăn ít được trần tự gọi một cái thu quỳ trộn lạnh thản nhiên đem thực đơn giao cho tưởng lễ quý chí đào ở một bên ghi nhớ thực đơn nhíu nhíu mày cậu nhớ rõ quý sáng sáng không thích ăn thu quỳ nhưng cậu và cha mẹ đều rất thích ăn mỗi lần trên bàn ăn có món ăn này quý sáng sáng luôn phải trở mặt tìm việc cho rằng cha mẹ không thương cô người đàn ông này cho cô ấy một ít hoa hướng dương tưởng lễ báo danh món ăn quý chí đào hoàng hồn làm việc nhìn quý sáng sáng bình thản nói chuyện với cô gái bên cạnh không giống thần thái bình thường trong lòng anh đột nhiên thời gian chờ đồ ăn đi lên tưởng lễ khó nén lòng hiếu kỳ che giấu hỏi về tiến độ của hai người nhưng vừa mới mở miệng liền thấy tưởng trùng hai tay trải ra hắn nhất thời biết rõ lặng lẽ đụng vào cánh tay trần tự ngươi có quá chậm không tôi thấy ngươi còn chưa rõ ràng, ngươi mẹ lại phải thúc giục ngươi cưới vợ, tưởng lễ cũng cảm thấy bạn tốt không dễ dàng, tuy nói cha mẹ nuôi là cậu ruột mợ, nhưng mợ không coi cậu là con ruột, luôn muốn đem cháu gái nhà mẹ để gả cho hắn, để tăng cường quan hệ, mà cha mẹ ruột bên kia tự nhiên không muốn trần tự cưới biểu muội bên mợ không có quan hệ huyết thống, nhi tử có tiền đồ, cho dù không về nhà mình, cũng có chút thân cận, nếu cưới cô nương văn gia kia. Gió gối thổi qua, nhi tử hoàn toàn thành sinh cho người khác đáy mắt trần tự cất giấu chán ghét ngươi có thể bớt nói một chút miệng lưỡi tưởng lễ buồn cười gia nhập đề tài công chúng lúc này nhà hàng lại có thêm một người đi ngang qua chỗ ngồi của bọn họ thì nhìn dừng lại cùng trần tự chào hỏi trác phi dương là người yêu thích nhà hàng nhỏ đỗ quân lan quý sáng sáng đã gặp qua nam chính thức hai lần trác phi dương đồng thời nhìn thấy quý sáng sáng kinh ngạc trong chớp mắt rất nhanh che giấu rất tốt cười nói Vừa vặn một mình tôi ăn cũng không có tư vị, không ngại tôi cùng nhau ăn đi, còn có thể thêm hai món ăn. Huynh đệ tưởng gia cùng Dương Dịch đều quen mặt với hắn, đương nhiên không cự tuyệt. Sau khi ngồi xuống, các phi dương nhịn không được, thấp giọng hỏi: "Anh tự, sao vậy?" Làm sao cô gái này đi với anh? Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để Quý Sáng Sáng nghe thấy. Quý Sáng Sáng hào phóng cười cười với anh, biết anh tò mò. Các tiên sinh đã lâu không gặp, tôi làm việc ở nhà Trần Tiên Sinh, Trần tự gật đầu. Không sai, Trác Phi Dương trong nháy mắt thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, tình huống này là như thế nào, nhưng đồ ăn lên tới, tất cả mọi người đều vội vàng nếm thử thức ăn tưởng lễ khen không dứt miệng rốt cuộc trình độ như thế nào, cũng không để ý tới hắn. Chương 38, Đỗ Quân Lan vốn là đầu bếp, ngay cả trong quán cơm nhỏ này, cũng nghiêm túc nấu ăn, thêm một cái bàn tròn của Trác Phi Dương ngồi sáu người, gọi tám món ăn rất nhanh bưng lên, mùi thơm xông vào mũi sắc mặt động lòng người người nếm qua đều khen ngon quý sáng sáng cũng không ngoại lệ cô nấu ăn là hương vị gia đình khác với đỗ quân lan thuần thục huống chi cô chưa bao giờ có tâm tư cao hơn vui vẻ nhấm nháp các món ăn bất quá trên bàn có món quý sáng sáng nấu cho trần tự cô đã lâu không gặp buông lỏng hơn nửa đoạn này gần như sớm chiều ở chung quen thuộc với trần tự rất nhiều lại theo bản năng quay đầu hỏi tiên sinh Đồ ăn tôi làm có phải là có lỗi với ngươi cho lương cao hay không?" Trần Tự hơi giật mình, trong mắt phản chiếu nụ cười rực rỡ hiếm thấy của nàng, bản năng không kiềm chế được nở nụ cười. "Cái này không thể so sánh, đồ ăn trong nhà hàng khác với đồ ăn trong nhà, ta cảm thấy tay nghề của ngươi cùng đại sư phụ ngang nhau, mời đại sư phụ về nhà nấu ăn là ta kiếm được." Quý Sáng Sáng nghe xong vui vẻ, hai má không rõ nguyên nhân nóng lên, cười cười với anh, nâng ly nước lên che giấu uống một ngụm soda ngoại trừ Trác Phi Dương ba người đều biết lúc này không nên quấy rầy, không thể phá hư tình yêu trưởng thành ôn sàng, làm bộ không phát hiện, nhưng Trác Phi Dương nhìn Trần Tự cười quá dị, nhịn không được hỏi, Trật ca, hai người nói cái gì vậy, trong số họ, Trần Tự là người lớn tuổi nhất, Trần Tự gắp một miếng sườn. Nói đồ ăn ngon, nhìn không ra nửa phần có lệ, Trác Phi Dương lập tức bị dời đi lực chú ý, cùng hữu vinh diễn đạo. Đúng không? Tôi cũng cảm thấy ngon lúc trước hắn ăn cơm quý sáng sáng nấu cũng rất ngon, hiện giờ quý sáng sáng ở bên cạnh trần tự, mà hắn quen biết đầu bếp đổ quân lan, không đúng, vì sao hắn lại so sánh cái này, trên gương mặt quý sáng sáng vẫn còn nhiệt độ không bình thường, cố ý thông dong tự tại gấp đoạn thu quỳ, cô thích ăn thu quỳ, quý chí đào đến giao đồ ăn vừa vặn nhìn thấy thần sắc sung sướng nuốt xuống thu quỳ, hay trong tay run rẩy thiếu chút nữa đem nước canh trong đĩa rắc ra, anh phục hồi tinh thần đem một đĩa thức ăn buông xuống không dám suy nghĩ nhiều trở lại hậu trù. Đỗ Quân Lan vừa múc thức ăn ra khỏi nồi, nhìn hắn hồn vía mất vía, ý cười trong suốt vất vất tay. Tiểu Đào, ngươi làm sao vậy? Quý Chí Đào khi cô xem như ân nhân cũng là tỷ tỷ, cơ bản không giấu giếm chuyện gì, bởi vậy nhỏ giọng nói. Tôi thấy chị tôi, nó ở đâu? Ngươi muốn đi chào hỏi liền đem công việc cho tiểu tứ, khách nhân thiếu đi hắn có thể ứng phó lại đây, không phải? lời quý chí đào xoay qua hai lần bên miệng rốt cuộc không nói ra, chỉ lắc đầu, lúc này, cô gái đang tính sổ sách ở quầy lễ tân khéo léo chạy vào. Chị Lan, em trai ngươi đến, đổ quân Lan thần sắc không thay đổi. Đừng để hắn động tiền trên tủ, ta đợi lát nữa sẽ đi ra ngoài, được, quý chí đào lại nhíu mày. Chị, chị đi ra ngoài xem, cũng được, có muốn thêm một món ăn cho ngươi tỷ tỷ không? Không, không, quý chí đào cực lực phủ định suy nghĩ trong đầu, ra bên ngoài vừa vặn chống lại Đỗ Quân Cường và Quý Mạng Linh, Đỗ Quân Cường muốn bày ra trước mặt phụ nữ, muốn đến thực đơn nói muốn gọi bốn món một canh, Quý Mạng Linh tú ngửi mùi thức ăn chung quanh, lặng lẽ nuốt nước miếng tràn ngập, lại cúi đầu nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ của mình có thất thố hay không, đáy lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nắm Đỗ Quân Cường trong tay, lúc trước đáp ứng mẫu thân nhường cho Quý Sáng Sáng quả thực là thả kim nguyên bảo, may mắn Quý Sáng Sáng không muốn may mắn nàng phát hiện đỗ quân cường có một tỷ tỷ tốt đối diện với nhóc thanh niên đưa thực đơn quý mạng linh luôn cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ ra là ai làm bộ mở ra nhìn lại rụt rè làm cho đỗ quân mạnh mẽ một chút quý chí đào miếng môi không nói lời nào anh trần trực nghe được nguyên nhân quý sáng sáng rời đi cũng biết quý mạng linh là một con nước xấu nhưng cô biến thành khách anh không thể không thu liễm cảm xúc cá nhân cũng theo bản năng nhìn về phía quý sáng sáng quý sáng sáng ngược lại chú ý tới một màn này cũng nhìn thấy Quý Mạng Linh và Đỗ Quân Cường nói chuyện rất vui vẻ, tiểu ngất ngất ngất, trong sách Quý Mạng Linh liền hối hận vì không gả cho Đỗ Quân Cường, hiện tại thiếu cô lấp hố, Quý Mạng Linh đương nhiên không thể chờ đợi được, sáng sáng, ngươi xem ai đây? Nhìn anh chàng đẹp trai đó không? Trần tự nghiêng tai chờ biểu muội hỏi, không phải, bên kia có một người quen, dương dịch duỗi cổ ra nhìn, là ai vậy? Ngươi sẽ chào hỏi, quý sáng sáng lắc đầu, không cần, dù sao cũng không qua lại được nữa. Lần này trần trật nhìn sang bên kia, mặc dù không nhận ra là ai, nhưng có thể đoán đại khái, rất nhanh, các phi dương giải thích nghi hoặc cho mọi người. Bên kia là đệ đệ của quân lan, cô nương đối diện là vị hôn thê của hắn, cùng họ với sáng sáng, sắp cử hành hôn lễ rồi, bất quá đệ đệ này không thành ký, trong lời nói, đã thay đổi quân lan tiếc núi có một đệ đệ cản trở, tưởng lễ nghe nói như vậy luôn cảm thấy không được tự nhiên. Phi Dương, ngươi sao lại quan tâm đến chuyện nhà người ta như vậy? Trác Phi Dương nhất thời nghẹn lời, hắn có thể nói hắn thích Đỗ Quân Lan nhưng không dám mở miệng sao? Không thể, cho nên làm như không phải cùng tưởng lễ đánh thái cực nói chuyện phím. Quý sáng sáng nghe được khóe miệng giật giật, nhân vật chính của bọn họ đều ngồi đầy một bàn, tiến độ kịch bản lại không có gì thay đổi, tưởng lễ nhìn như còn chưa kịp phản ứng sự thật hắn thích Đỗ Quân Lan. Bất quá điều này không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của bữa cơm, đỗ quân lan bận rộn xong còn tới bàn bọn họ nói hai câu lại cẩn thận đánh giá quý sáng sáng trong con ngươi có tò mò có ý cười cũng không che giấu quý sáng sáng mặc cho cô đánh giá hoàn toàn coi như không biết đỗ quân lan trở lại tủ lại mượn cơ hội nói tiểu đào tôi cảm thấy chị ngươi không giống người xấu lúc trước cô ấy và ngươi tách ra có thể là có khổ tâm tâm hồ quý chí đào vừa bình phục lại loạn quý sáng sáng lúc trước cướp di sản của hắn là chạy tới tiền đồ cái này là trả lại một phần kia. Quý sáng sáng thoáng nhìn thấy hai người bọn họ đang nói chuyện, nhưng thắt lưng thẳng gấp bội, cho dù quý chí đào nhận ra, cũng không có bất kỳ chứng cớ gì. Nhưng phần thản nhiên này duy trì 7-8 giây, quý sáng sáng nhìn thấy cô nương chống nạn bị người dìu vào, đổi thành chống cầm quay lưng lại, cũng không phải sợ, chỉ là hiện tại không thích hợp gặp, miễn cho người này làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của nàng. Các tiên sinh, Trần tiên sinh, ngươi xem đó là ai? Trần tự hơi nhíu mày, không nhìn người trước, mà rối rắm một chút, người theo thói quen gọi thân cận trước, cô làm sao gọi Trác Phi Dương, người tới bọn họ đều biết, là Văn Hinh Hinh vừa mới tháo rời đại bộ phận thạch cao, hùng hổ đến khiêu chiến tình địch, bên cạnh đỡ nàng chính là Trần Tự Muội Muội lục nhất đóa, hai cô nương xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, dẫn tới rất nhiều ánh mắt, Trác Phi Dương nhận được nhắc nhở, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi về phía Đỗ Quân Lan, Trần Tự cũng nhíu mày. Sáng sáng, ngươi ngồi đừng nhúc nhích, quý sáng sáng khó hiểu, nhưng lời nhắc nhở này chính là phù hợp với ý cô. Hắn rời khỏi chỗ ngồi đuổi theo Trác Phi Dương, tưởng lễ không rõ nguyên nhân, nhưng cũng nhìn thấy quan gia lục nhất đoá không muốn gặp, nghĩ tới nghĩ lui cũng qua đi. Dương Dịch và Tưởng Trùng đều xoa tay chờ đợi, còn nháy mắt với Quý Sáng Sáng. Chúng ta có trò hay để xem, Quý Sáng Sáng sách ấm đun nước thêm nước vào ly. Tôi bắt đầu chờ mong, chương 39, Văn hình hình cùng Lục Nhất Đoá không phải là lần đầu tiên đến nhà hàng, chuẩn xác mà nói là thành tâm đến nhà hàng tìm đàm tưởng trùng đảm nhận vai trò thuyết thư tiên sinh đem tình thù yêu hận giữa mấy người nói sạch sẽ nửa tháng trước lục nhất đoá đến nhà hàng ăn cơm lúc mang thức ăn nam nhân viên phục vụ trong quán bị người ta đụng phải từ phía sau lại không cẩn thận đụng phải bả vai lục nhất đoá lục nhất đoá cảm thấy lòng người này có lòng bất chính thành tâm ăn đậu hũ lục nhất đoá là nữ minh tinh tương lai vừa mới quay một bộ phim truyền hình đương nhiên chịu không nổi loại người tâm thuật bất chính này, trực tiếp tranh cãi với người khác, không cẩn thận đem một đĩa thức ăn rắc lên người lục nhất đóa, làm cho quần áo đầy màu sắc, sau đó náo loạn đến công an đến hiện trường. Hiện giờ đang muốn đã kích tội lưu manh, bắt được người như vậy khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng tiểu tử kia mới 16 tuổi, căn bản không có tâm tư xấu mặt, phiền toái duy nhất chính là vị khách nhân đụng người kia không chịu làm chứng. Vừa vặn tưởng lễ ở một bên nhìn rõ ràng, ai biết hắn đến khuyên hòa ngược lại đổ thêm dầu vào lửa, lục nhất đoá nhất định muốn nhà hàng nhỏ đẹp mắt, rơi vào đường cùng, tưởng lễ tìm Trần Tự nói nguyên nhân hậu quả, do Trần Tự ra mặt khuyên giải, lục nhất đoá mới buông lỏng không tiếp tục truy cứu, văn hình hình thì sao, lúc đi lại không tiện thường gọi đồ ăn trong nhà hàng, làm xong để bảo mẫu trong nhà mang về nhà, một lần ăn ra triệu chứng dị ứng. Quan uổng đến trên đầu nhà hàng, là chắc Phi Dương tra ra nguồn dị ứng kia không phải là đồ ăn trong quán cơm mà là văn hình hình cố ý ăn xoài không nên ăn. Hai người đều có oán hận cũ với nhà hàng, nhưng lại tới cửa ăn cơm, Đỗ Quân Lan mở cửa hàng này nên đón khách thập phương, tự nhiên không có đạo lý đem khách nhân chạy ra ngoài, nhưng mọi người trong tiệm đều nhớ rõ hai vị ôn thần này, đều không vui chiêu đãi. Trác Phi Dương đầu tiên đến bảo vệ, tưởng lễ vốn không muốn đối mặt với lục nhất đoá, tiềm thức lại muốn đứng ra ngăn cản ba người này, ngăn cản hai người như sát thần trước mặt, Trần Tự không muốn nhìn Lục Nhất Đoá ở bên ngoài mất mặt, quan trọng nhất là hắn ngồi ở đó bất động, ngược lại sẽ thu hút ánh mắt của Lục Nhất Đoá, hắn tạm thời không muốn để cho người trong nhà biết sự tồn tại đặc thù của quý sáng sáng, tự dưng gây phiền toái cho cô. Văn hình hình tự nhiên biết ý đồ của bọn họ, hận cắn răng. Biểu ca, các ngươi đây là có ý gì, ít nhất kiếp trước, Trần Tự đối với Đỗ Quân Lan cũng không đặc thù, chẳng lẽ kiếp này hắn cũng thích Đỗ Quân Lan? nữ nhân này rốt cuộc là yêu tinh gì nhờ sinh lục nhất đoá trong lòng không yên tâm lần trước gây sự lời cảnh cáo của trần tự cho cô vẫn còn ở bên tai tương lai cô muốn trở thành diễn viên nữ minh tinh không thể vì chuyện nhỏ này mà làm hỏng thanh danh ca tưởng lễ các ngươi như vậy cũng quá không cho ta mặt mũi chứ một người là thân ca một người lục nhất đoá ái mộ đều vì người ngoài đối lập với nàng văn hinh hinh nói không sai tưởng lễ quả nhiên đối với đỗ quân lan có tâm tư văn hình hình thì đỏ hốc mắt nhìn về phía người trong lòng phi dương ca ngươi sao có thể đối với ta như vậy bọn họ chính là thanh mai trúc mã trước kia Trác phi dương đối xử với nàng rất tốt trắc phi dương biết tai ngơ ngấy, chỉ có chán ghét hình hình vẫn tốt như trước ngươi như vậy quá không hiểu chuyện khi tiểu cô nương ngây thơ ngây thơ hắn làm muội muội ruột yêu thương cũng từng hy vọng nàng có thể khôi phục như thường nhưng thật sự nhìn thấy không bằng bảo trì nguyên dạng ít nhất thuần thiện đáng yêu Đỗ Quân Lang đứng tại chỗ không nhúc nhích, nếu liên hợp ba người đuổi hai người gây sự là anh khách đi, khuôn mặt tươi cười nghênh đón thì hổ thẹn với ý bảo vệ tốt của ba người, đưa ánh mắt cho Quý Chí Đào bất an, trước tiên đi tiếp khách, Quý Chí Đào từng bước ba quay đầu lại rời đi. Văn Hình Hình thấy, lại cười lạnh, thằng nhóc này cũng vậy, vững vàng che chở Đỗ Quân Lang. Quý Sáng Sáng và Dương Dịch từ xa nhìn một màn này đều muốn tỏa trang đặt cược ngay tại chỗ, đánh cuộc hai bên ai thắng ai thua lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề, ngươi nói 5 phút có thể không, quý sáng sáng thâm trầm lắc đầu. Tôi cảm thấy không được, ít nhất 10 phút, những người này liên lụy quá sâu, tưởng trùng miệng hói đầu, đem chuyện Hồ Cẩn Lan muốn tác hợp với Trần Trật cùng Văn Hinh Hinh nói, lại nhỏ giọng tổng kết, cũng không biết trong đầu nghĩ như thế nào, cho dù quan hệ tốt thì cũng là biểu muội A, à, Trật ca làm sao xuống tay được, quý sáng sáng sửng sốt, luôn cảm thấy chỗ nào không được tự nhiên, lại tò mò nhà văn Hinh Hinh có đồng ý không? Cô không phải rất thích Trắc Phi Dương sao? Trong sách, văn Hinh Hinh bị tai nạn xe hơi mà chết, căn bản không đến thời điểm nhắc tới hôn sự, cùng Trần Tự càng không có quan hệ, không rõ lắm, lúc trước cô ấy không khôi phục bình thường, văn gia hẳn là rất nguyện ý, muốn trật ca chiếu cố văn Hinh Hinh cả đời. Phỏng chừng bởi vì còn chưa tới 20 đã không nói qua, hiện tại người đuổi theo Trác Phi Dương, khẳng định sẽ không để cho Trật ca mẹ nó như nguyện tưởng trùng ám trà sát lau mồ hôi lạnh, cốt xấu gì cũng tròn trở lại, cũng không tính là nói bậy, không biết tại sao, quý sáng sáng buông đổ xuống, no rồi, bên kia song phương còn đang dằn co, tưởng lễ sống động, lấy một cái bàn gọi đồ ăn cho bọn họ, cùng các nàng ăn cơm xem có thể chơi ra hoa gì, văn hình hình cùng lục nhất đoá không nghĩ tới vừa ra, kế sách chuẩn bị tốt cũng không dùng được, trầm mặt muốn nổi giận. Đỗ Quân Cường vẫn luôn ăn cơm cùng Quý Mạng Linh, cuối cùng cũng chú ý tới tình huống nơi này, hắn tự giác là một trong những ông chủ quán cơm nhỏ cam lan, đương nhiên giải quyết vấn đề trong cửa hàng, huống chi còn có thể cùng hai cô nương xinh đẹp nói chuyện, cớ sao không làm, đồng chí, các người có ý kiến gì về nhà hàng đều có thể nói với tôi, tôi là em trai của ông chủ, cũng định đoạt, lục nhất đoá còn chưa có phản ứng, văn hình hình nghe thấy thanh âm quen thuộc này, nhất thời gian đầu tê dại, lại bình tĩnh nhìn lại. Đỗ Quân Cường đứng phía sau không phải là đại tỷ quý Mạng Linh, hai người này quấy rầy cùng một chỗ, hừ, cách không được, kiếp trước quý Mạng Linh luôn cảm thấy Đỗ Quân Cường là do nàng nhường ra, hiện tại không biết xấu hổ lột trần Đỗ Quân Cường hay không, nhìn kình lực kia, thật sự là tiểu gia tử khí mười phần, văn hình hình nắm chặt nắm tay, cũng không biết quý sáng sáng mặt vào trong thân thể nàng là ai, cũng không phải là văn hình hình chính hiệu chết tiệt, nghe nói nàng rời khỏi quý gia, đi càng xa càng tốt nơi này không cần ngươi nói chuyện, xa một chút, đổ quân cường sửng sốt, tiếp theo liền cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, tức giận chỉ tới muốn mắng chửi. Ngươi, thời khắc mấu chốt, đổ quân lan ngăn cản hắn, một tay kéo hắn ra giao cho quý chí đào tiễn đi, mảy may tình cảm không lưu lại, trần tự và trác phi dương đều nhớ mày, là bởi vì văn hinh hinh nói chuyện cử chỉ đều lộ ra một cổ thô tục, nhưng văn hinh hinh trước kia nhu thuận lễ phép. Chưa bao giờ lớn tiếng với người khác, trần tự mất kiên nhẫn, lười ứng phó nữa. Các ngươi đi cùng đi, thuận tiện tính tiền, tưởng lễ tức giận nói với Trác Phi Dương, chúng ta mỗi người một nửa, nợ đào hoa cũng không phải do một mình hắn gây ra, trần tự đi trở lại cái bàn ban đầu ngồi, thân ảnh vừa mới ngăn trở quý sáng sáng, thần sắc ôn hòa như thường. Đi thôi, nơi này quá náo loạn, bọn họ sớm xem đủ náo nhiệt, quý sáng sáng còn thắng hai bình soda hai cái kem đặt cược, lúc đứng dậy rời đi, Quý sáng sáng cố ý mượn thân hình trần tự ngăn trở mình, cách năm sáu bàn xa, ở giữa còn có khách đi lại, người bên kia nhất định không thấy rõ khuôn mặt của cô. Văn Hinh Hinh vẫn chưa để ý trần tự rời đi, nhưng chú ý tới trên bàn có một nữ nhân nhìn không rõ khuôn mặt, trong phút chốc người xoay người, chỉ lưu lại một bóng lưng, nhìn xa lạ, dứt khoát quay đầu lại tiếp tục dằn co với hai nam nhân kia. Một đường đi ra ngoài nhà hàng, trần tự vẫy tay ngăn một chiếc xe cho thuê, giống như lúc đến, rời đi chẳng qua, dương dịch cùng tưởng xung các ngươi đi chơi đi, thời gian phóng phong đã đến, sáng sáng theo ta về nhà đọc sách, được rồi, thưa ông, chương 40, bởi vì buổi trưa ăn rất phong phú, cơm tối hơi thanh đạm, món tráng miệng là sữa hai da, trần tự rất thích loại đồ ngọt này, thỉnh thoảng mới chủ động mở miệng, hôm nay là yêu cầu của anh, có lẽ bởi vì cùng nhau đọc sách thời gian dài, ba bữa ăn cùng nhau ăn cũng là chuyện tự nhiên. Quý sáng sáng rất tò mò về kết cục của những chuyện buổi trưa kia, giữa đường trần tự nhận một cuộc điện thoại, là tưởng lễ gọi tới, nhưng cô không nghe được nội dung gì, liền có chút gãi gan. Sau bữa ăn, cô cuối cùng đã tận dụng cơ hội để đặt câu hỏi, buổi trưa hai cô nương kia, thế nào rồi? Trần tự ngoài ý muốn nhìn thấy ngọn lửa bát quái hừng hực trong mắt cô, đáy mắt hiện lên một nụ cười. Ngươi đoán, quý sáng sáng sửng sốt, mũi nu nu bật mập nói. Vậy làm sao đoán được, nếu không tôi vẫn hỏi tiểu dịch, Hai người bọn họ còn nợ tôi tiền đặt cược không có tiền mặt, chỉ có chút kiên nhẫn này, anh ta dường như đổ lỗi. Vậy thì sao? Làm thế nào để thưa ông nói với tôi, Trần Tự Suy tư sau đó mới trả lời. Ngày mai ta cho ngươi ra một tờ giấy, trả lời trên 80 điểm ta liền nói cho ngươi. A, à, Quý sáng sáng nhìn cậu nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn, cân nhắc khả năng gọi điện thoại cho Dương Dịch, Trần Tự lại cười nhắc nhở. Không cần quản ngươi hỏi ai, bài thi đều phải làm cũng đúng, thiếu chút nữa đảo ngược. ngày hôm sau bữa sáng có trứng và giải dầu. thanh dầu được mua tại quầy ăn sáng gần khu dân cư. họ ăn ít hơn, không đáng để làm cho mình. trần tự cầm trứng gà lột vỏ, sau khi lột xong bỏ vào bát quý sáng sáng. một sợi hai quả trứng gà, một trăm điểm của huyền học. quý sáng sáng cắn thanh dầu hỏi. tiên sinh, ngươi có phải đang cười nhạo tôi không? nào có, hắn cũng chưa bao giờ tin những thứ này, treo chọc nàng mà thôi. Quý sáng sáng bị nụ cười của anh lấp lánh hoa mắt, thành thành thật thật gặm xong bữa sáng chuẩn bị làm bài thi, đề thi là viết tay trần tự, trên hai tờ giấy trắng đầy đăng đăng, điểm kiến thức toàn bộ sách đều bao gồm đi vào, tất cả đều là những câu hỏi được nói. Độ khó là khoảng 3 sao, quý sáng sáng tự nhận nắm giữ không tệ, bắt đầu trả lời câu hỏi mới phát hiện có đề thiết kế âm hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ làm sai, độ khó trong nháy mắt tăng lên 5 sao, trần tự ngồi đối diện, Nhìn cô khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, ngẫu nhiên trong miệng chấn động có từ, hẳn là đang mắng hắn ra đề sâu chuỗi, hắn lẳng lặng nhìn, chỉ cảm thấy không có chuyện gì thú vị hơn, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến hắn, hắn sờ sờ ngực, đập thình thịch nhanh hơn bình thường, chợt thở dài một hơi, đáy lòng hiểu được, thứ thuộc bản năng là không thể khống chế nhất. Quý sáng sáng làm xong bài thi ngẩng đầu nhìn Trần Tự nhìn Trần Tự ngẩng người ở đâu đó phía sau cô, chờ cô lật bài kiểm tra anh lại phục hồi tinh thần, ngón tay thon dài rút bài thi đi, không khách khí tuyên bố thời gian thi chấm dứt, ngươi đi nghỉ ngơi trước, một hơi làm bài thi ba môn, quý sáng sáng phải nghỉ ngơi, thuận tiện pha một ấm trà chanh, mỗi người một chén, nửa giờ sau, bài đọc kết thúc, quý sáng sáng khẩn cấp đi xem điểm, tiếng Anh cao nhất, kém 5 điểm đầy đủ, ngữ văn tràn đầy tự tin không phụ kỳ vọng, 92 điểm, chỉ có toán thiếu chút nữa, 87 điểm, trần tự làm tổng kết cũng không tệ lắm, vậy tiên sinh kia có thể nói cho ta biết không, đi thôi, từ, trần tự cười ung dung, đó là nhà hàng, không phải nhà khách khách sạn, các nàng ăn cơm xong thì phải rời đi, bằng không phải lưu lại rửa đĩa cho người ta sao, nguyện vọng của quý sáng sáng thất bại, thất vọng, ngươi đang mong đợi điều gì, không có, chỉ là tò mò, ngươi muội muội có phải thích tưởng lễ hay không, trần tự nhớ mày, vốn tưởng rằng tính tình nàng đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, ai ngờ lại dễ dàng nói thích. Hắn gật gật đầu, đồng thời vạch trần. Tưởng lễ không thích nàng, hai người không có khả năng, quý sáng sáng nha một tiếng, thật cẩn thận hỏi. Vậy cô nương tên Hinh Hinh kia thì sao? Thưa ông, ông có thích cô ấy không? Trong sách trước khi Trần Tự qua đời đều là một người độc thân, cô không xác định anh sẽ cùng Văn Hinh Hinh phát sinh tình cảm gì, nhưng nếu có chút manh mối, cô liền 36 kế đi lên trên, Trần Tự trong lòng căng thẳng biết rõ trong lời nói của nàng không chứa bất kỳ tình cảm nam nữ nào nhưng vẫn không kiềm chế được chờ mong đặc thù cô ấy là cháu gái của mẹ nuôi tôi tôi coi cô ấy là em họ không có gì khác cho dù trước khi văn hinh hinh bình thường bọn họ cũng không có trao đổi quá nhiều tuổi tác chênh lệch quá nhiều hắn và người nhà mẹ đẻ hồ cẩn lan cũng không thân cận huống chi công tác học tập cũng không thoải mái cũng chính là sau khi trở về nước hồ cẩn lan mới sinh ra tâm tư tác hợp hắn và văn hinh hinh Quý sáng sáng yên tâm, vậy công việc này còn có thể tiếp tục phát triển, nhưng Trần Tự không nhẹ nhàng vạch Trần. Ngươi quan tâm những thứ này làm gì? Quý sáng sáng nhịn xuống động tác chột dạ sờ mũi, nửa thật nửa giả dặn dò, "Tò mò, nếu tiên sinh đã nói những lời này, vậy tôi cũng nói cho tiên sinh một bí mật, vị hôn thê của đệ đệ của đại sư phụ nhà hàng hôm qua đi đó, là tỷ tỷ của cha mẹ ruột tôi, lúc trước bọn họ muốn tôi cùng người nọ xem mắt, tôi không muốn, bởi vì cái này đối với người đổ da rất tò mò trần tự tay dừng một chút là đổ gia điều kiện không tốt sao không phải a à, tại sao ta phải gả cho người không thích còn muốn kiếm lễ vật cho đôi cha mẹ kia cũng không phải đầu óc vào nước nói xong quý sáng sáng liền nhìn trần tự nhếch môi nở nụ cười bình thường hắn không thích cười càng không biết cười to lúc này tươi cười nhạt nhẽo nhưng tiêu tan sự lạnh lùng trên mặt mũi giống như bầu trời xanh mực mùa thu làm cho người ta nhìn thấy thoải mái thoải mái bất ngờ không kịp đề phòng, hai người nhìn nhau, trần tự vẫn mang theo nụ cười, không có biểu hiện dư thừa, lại làm cho quý sáng sáng cảm thấy trong đôi mắt kia tựa như có thứ cô không hiểu, hoặc không muốn đọc, lại sợ đoán sai, tiên sinh, buổi trưa ăn gì, từ cách xưng hô hôm qua, hôm nay đã hô rất thuận miệng, trần tự nhìn mi mắt nàng rủ xuống, vui vẻ nói. Ngươi đến quyết định, ta đều được, cũng là hôm nay, quý sáng sáng kết thúc chương trình lớp 2, hướng về lớp 12, kỳ thi chuyên ngành trung học không chỉ có 3 môn ngoại ngữ, còn có khoa học chính trị, học sinh bình thường năm thứ ba mới bắt đầu học lý hóa, tri thức nông cạn, điểm số hơi thấp, quý sáng sáng hẳn là không am hiểu lý hóa, cần phải trả giá nhiều hơn, trần tự điểm danh. Ngươi không có cơ sở lý hóa, cũng không cần lo lắng, chú trọng ba môn chủ khoa cũng có thể thi ra thành tích không tồi, được, trên thực tế, quý sáng sáng đối với lý hóa coi như thích, thi hóa học trung học cơ sở đạt điểm tuyệt đối học không phải đặc biệt vất vả ngược lại làm cho trần tự giật mình một hồi sáng sáng ngươi muốn thi vào trường nào trường trung học kỹ thuật so với trung học còn muốn ăn ngon hơn thi đại học đối với rất nhiều người mà nói là có thể trông mong mà không thể đạt được tốt nghiệp trung học có thể trực tiếp tham gia công tác cho gia đình thêm một khoản thu nhập nữ hài tử trong thành phố thích thi vệ sinh tốt nghiệp đến bệnh viện làm y tá nổi tiếng chính là bác cơm sắt nhưng trần tự cảm thấy quý sáng sáng lúc ấy đến trường tư vấn hẳn là muốn vào đại học. Quý sáng sáng nhất thời trầm mặt, cô cũng không biết cả đời này có khả năng theo đuổi chuyên ngành mình thích hay không. Khuyết điểm về trình độ học vấn khiến cô phải trả thêm 3 năm, nếu thật sự thi đậu đại học, đợi đến khi tốt nghiệp có thể bỏ lỡ tuổi vàng của MC Phát Thanh. Ta không biết, chương 41, vấn đề về trường học không chần chừ quá lâu, bởi vì không có thành tích ổn định đề cập đến trường học cũng vô ích, trần tự chỉ để cho cô lén lúc suy nghĩ, cũng không can thiệp quý sáng sáng ngược lại thở vào nhẹ nhõm, chậm rãi cùng người xung quanh khảo sát trường trung học thích hợp ở Yên Thành. Kỳ nghỉ hè sắp qua nữa, quý sáng sáng nhận được một tháng lương định mua cho mình một bộ quần áo mùa thu, mua vải đến tiệm may đo kích thước mới phát giác gầy đi một chút, vui vẻ ăn thêm một chén cơm, đến nơi làm việc, trần tự dặn dò, cơm tối ăn canh cá, cô gầy rõ ràng. Nhưng anh vẫn giữ nguyên cân nặng ban đầu, ngay cả tưởng lễ cũng nhịn không được trêu chọc, năm trước đều phải khổ hạ, năm nay tinh thần đặc biệt tốt chỉ có điều sự xuất hiện của anh ta không phải là rất phổ biến tới làm gì không đến lúc báo cáo công việc của công ty tưởng lễ nghiêm trang nói chút công việc của công ty vừa chuyển lời đoạn trước sáng sáng làm nguyên liệu lẩu ngươi ở đây còn có hay không phần kia của tôi ăn xong rồi muốn ăn thêm nhưng người ta mỗi ngày đều bận rộn đọc sách vẫn là chị dâu tương lai mời nàng nấu ăn không được thăm dò khẩu phong của trần tự trước trần tự không một mực từ chối mà là hỏi ngươi đãi bao nhiêu người, khụ, không có mấy người, lẩu mà phải nhiều người mới náo nhiệt, phần kia của hắn có thể ăn ba bốn bữa, hơn nữa tưởng sung cũng cướp đi ăn tươi, đạn hết lương thực mới mở miệng, du thuận cỡ nào, những người đó nói như thế nào, ngon quá, trần tự buông sách vỡ trong tay xuống, đâm chiêu hỏi. Ngươi nói, nếu mở cửa hàng thì sao, tưởng lễ mắt sáng lên, thật sao? Ngươi không phải để sáng sáng học sao, ta cùng ngươi hợp tác mở cửa hàng, dùng phương thuốc của nàng, ngươi là để nói, bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau, Trần Tự không chần chờ gật đầu. Tôi chính là nghĩ như vậy, tiền cảnh không tệ, cửa hàng lần trước đi còn có không ít khách nhân, đổi thành chúng ta mở, cũng nhất định có thể được, tưởng lễ hưng phấn, tôi cũng cảm thấy khả thi, tuy nhiên, ngươi có nghĩa là muốn sáng sáng chiếm một chút cổ phần, một thành đi, nếu mở cửa hàng nhất định bọn họ bận rộn, quý sáng sáng không tham gia quản lý, chỉ chờ chia tiền nhưng chia nhiều lắm, đối với tưởng lễ không công bằng, tưởng lễ suy nghĩ một chút, cười nói. Hai thành đi, song số các lợi, Trần tự nghi hoặc nhìn hắn, ngươi thành tâm nâng đỡ nàng, ta trên gấm thêm hoa mà thôi, hơn nữa, nàng lớn lên giống tỷ tỷ ta, cũng là duyên phận, thêm một phần của hồi môn tiện nghi không bằng người ngoài, được, Trần tự đáp khẳng định, không nói cảm ơn, bọn họ nhiều năm giao tình, nói những thứ này liền thấy ra ngoài. Tưởng lễ dừng một chút, ngươi làm như vậy, là nhận định, hao hết tâm tư dạy nàng đọc sách, làm hậu thuẫn cho cổ phiếu khô, tiểu cô nương hai bàn tay, không cần tốn nhiều công sức cái gì cũng có, đối với trần tự mà nói, trả giá không nhỏ, nếu nâng người lên cao, tiểu cô nương quay đầu rời đi, bọn họ cũng không ngăn được, trần tự hẳn là cũng khinh thường ngăn cản, trần tự cười nhạt một tiếng, ừm, nàng đáng giá, huống chi chúng ta không thua thiệt. Hắn không muốn để cho người ngoài thích bị người ngoài coi thường, nếu đã chuẩn bị tốt vạn toàn, cũng sẽ không phải để cho quý sáng sáng một mình cố gắng, cũng vậy, thư phòng thỏa thuận, tưởng lễ ra mặt tìm quý sáng sáng, nhắc tới chuyện mở quán lẩu, ta vừa rồi cùng Trần tự thương lượng qua, cũng không tính là tâm huyết dân trào, lúc trước chúng ta đi nhà hàng lẩu ăn cơm, liền thảo luận qua tiến vào kinh doanh nhà hàng, phương thuốc này quả thật rất ngon, chúng ta phải nhanh chóng chiếm cứ thị trường, nói đến kiếm tiền, tưởng lễ giả tâm bừng bừng. Quý sáng sáng do dự nói, Phương thuốc này của tôi cũng không có bí mật gì, tuy nói là cô điều phối cải tạo nhà cửa, nhưng đều là người quen, cô cũng không nghĩ tới dùng phương thuốc này kiếm tiền." Tưởng Lễ bật cười. "Muội muội, ngươi tính tình này cũng không được, thân huynh để tính sổ rõ ràng, ngươi đem phương thuốc cho chúng ta, đến lúc đó ngươi lấy hai thành cổ phần khô, hơn nữa ngươi như vậy biết nấu cơm, đến lúc đó cống hiến chút đồ ăn ngon, chúng ta đều có thể kiếm thêm tiền, cái khác ngươi cái gì cũng không cần quản, nhưng mà sáng sáng đây là ngươi xứng đáng quý sáng sáng nhìn về phía trần tự thần sắc anh chắc chắn cô do dự một lát cuối cùng gật đầu các anh xác định phương thuốc này thật sự có giá trị thương mại sao sợ nhất là nợ nhân tình về sau có thể trả như thế nào tưởng lễ cười to sau này kiếm tiền rồi ngươi đừng cảm thấy hai phần cổ phần bạc đãi ngươi là được không sự tình cứ như vậy mà nói xong bọn họ không thiếu vốn khởi động động tác của tưởng lễ rất nhanh Trần Tự cũng theo ra ngoài chạy hai ngày, rất nhanh xác định quán lẩu mở ở đối diện cửa hàng bách hóa, đặt làm nồi và bàn ghế, theo đó chính là trang trí chiêu công, đồng thời làm xong thủ tục, nếu thuận lợi, tháng 9 có thể mở cửa hàng, quý sáng sáng viết kỹ công thức. Lại thừa dịp thời gian rảnh rỗi pha chế đáy nồi canh nấm và đáy nồi cà chua, hương vị đều rất ngon, nhóm nguyên liệu đầu tiên cô cũng tham gia, nhưng bận rộn xong, Trần Tự liền yêu cầu cô tiếp tục ở nhà, đọc sách làm bài thi. Quý Sáng Sáng không dám buông lỏng, đáy lòng tồn tại chờ mong khó hiểu, lấy tốc độ mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi học xong chương trình 3 năm trung học cơ sở. Trần Tự mang theo đề thi tốt nghiệp trung học cơ sở mấy năm trước, điểm Quý Sáng Sáng trung học, thi trung học văn hóa không có vấn đề gì. Thi trung học đâu? Quý Sáng Sáng ngẩng người một chút. Tiên sinh nói cái gì vậy? Trần Tự gõ gõ mặt bàn. Tôi cảm thấy văn hóa trung học quá thấp. Ngươi lúc trước đi học hỏi thăm kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn, chắc cũng muốn thi đại học, đã như vậy, vì sao không thử? Ta, à, tôi đã liên hệ với hiệu trưởng trường trung học cơ sở gần đó, nói rằng ngươi nội dung trường trung học cơ sở là tự học, ông đồng ý ngươi phá vỡ để tham gia kỳ thi tuyển sinh, nếu điểm số có thể đạt đến điểm trúng tuyển, đi học trung học, ngươi nền tảng yếu, đi đến các lớp học văn hóa bình thường có thể rất khó khăn, tôi nghĩ rằng có thể xem xét các chuyên ngành nghệ thuật, nhưng ngươi điều kiện tốt có thể làm việc chăm chỉ, Trần Tự nói xong một cách có trật tự, nhìn bộ dáng khiếp sợ của Quý Sáng Sáng, bỗng nhiên nở nụ cười. Đoạn trước, tôi hỏi ngươi muốn học cái gì trước đó, nghe thấy ngươi đi theo Đài Phát Thanh đọc lời thoại, lúc ấy anh bảo Quý Sáng Sáng nghe tiếng anh, Đài Phát Thanh phát một bộ phim nguyên âm tiếng Anh, cô không biết anh đang đứng bên cửa, đọc theo lời thoại không sai một chữ, giọng điệu cũng không sai biệt lắm, sao lại chú ý tới Quý Sáng Sáng xem TV? nghe radio sẽ đặc biệt chú ý đến người dẫn chương trình và phát thanh viên khi đó anh liền cảm thấy có lẽ khả thi nhưng sẽ rất vất vả hơn nữa nếu ngươi không muốn kéo dài tuổi vàng thì phải rút ngắn thời gian học trung học ngươi không cần lo lắng về chi phí sinh hoạt cửa hàng mở ra ngươi rất nhanh có thể nhận được cổ tức bên ta ngươi có thể tiếp tục làm việc quý sáng sáng nắm chặt hai tay tôi tôi không sợ vất vả trần tự nhếch môi ngươi thích phát sóng mc đúng vậy thì đi làm cái gì khác cái gì cũng không cần lo lắng. Quý sáng sáng rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay quấn quanh nhau, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, cô có thể không sợ vất vả vì chuyện mình thích mà cố gắng, nhưng vì sao anh lại như vậy? Tại sao lại đối xử tốt với cô ấy như vậy? Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu. Cái khác không cần nghĩ, trước tiên ứng phó thi cử, nhất định phải thi tốt, không được người ném tiên sinh. Chương 42, thời gian lập tức khẩn trương trở nên khẩn trương, trước tháng 9 bắt đầu thi quý sáng sáng ít nhất phải thi thành tích kém không rời, mới có thể danh chính ngôn thuận đi vào. Lúc này thi đại học tồn tại thi đại học nhảy cấp, học sinh lớp 12 sớm tham gia luyện tập thi, mục tiêu trần trật là để cho cô năm sau tham gia thi đại học, nhưng quý sáng sáng nghĩ là sang năm liền thi một chút, cô không có nhiều thời gian có thể lãng phí, cầm bằng tốt nghiệp cầm trong tay mới thật sự thuộc về cô. Trần tự đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ về kỳ thi tuyển sinh, về nghi vấn của quý sáng sáng, Hắn cái gì cũng không nói, chỉ có một câu. "Thi tốt, cái khác cũng không muốn." Quý Sáng Sáng toàn lực ứng phó làm đề, yếu nhất phát huy toàn bộ thực lực, kết quả thi vừa mới chen vào top 100 nhân số tuyển sinh của trường, hiệu trưởng rất vui vẻ chấp nhận. Trước tiên sắp xếp trong lớp 11, học tập chăm chỉ, Trần Tự giống như phụ huynh, lại cùng hiệu trưởng thương lượng cái gì, tiếp theo quen thuộc dẫn Quý Sáng Sáng đi điền tài liệu, mua sách giáo khoa, nhận lớp lại cùng giáo viên chủ nhiệm chào hỏi kết quả là sớm hay muộn tự học ngươi nhưng đến tôi nghĩ rằng ở nhà hiệu quả hơn nhưng làm thế nào tôi có thể làm việc ở trường bạn sẽ luôn luôn gặp rắc rối ngươi quý sáng sáng có chậm chạp đến đâu cũng không phải kẻ ngốc nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy giống như là giải quyết hết thảy muốn nhanh chóng thoát ly quan hệ việc làm thế nào cũng không được tự nhiên trần tự nghe xong rất bình tĩnh nói buổi sáng tôi cần ngươi giúp nấu cơm mua cơm cơm trưa tôi sẽ giải quyết ở trường, bữa tối sẽ muốn ăn ngươi làm, cuối tuần cũng sẽ ở nhà, cần ngươi ứng phó với giờ làm việc dọn dẹp, nhưng tôi không trả tiền lương, nhà bên kia ngươi sống, cộng thêm tư vấn riêng của tôi, chúng tôi vừa vặn sang bằng, hơn nữa ngươi cũng có chia cổ tức, ngươi nếu băn khoăn, tiền ăn chúng ta đều chia, anh ấy đã suy nghĩ rất chu đáo, cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của cô, giữa hai người còn có liên hệ chém không ngừng. Quý sáng sáng cơ hồ là muốn đồng ý trước tiên, nhưng nhìn ý cười của anh dịu dàng chờ mong, một ít lời ngược lại nói không nên lời, vành tay cùng hai má đều bắt đầu nóng lên, Trần tự lại xoa xoa đầu cô. Gật đầu là tốt rồi, đừng ngại vất vả, từng, quý sáng sáng nặng nề gật đầu đáp ứng, một đường cúi đầu về nhà, chính là không dám nhìn Trần tự, Trần tự đi ở phía sau, từng bước đi theo, thoáng nhìn thấy vành tay đỏ bừng của nàng, không tự chủ được mà đấm. Sau khi về nhà cũng có chút không được tự nhiên, Quý sáng sáng đến phòng bếp làm chút đồ uống, còn chưa mở miệng gọi người, trần tự đã tự động tự giác đến phòng bếp bưng đến, thành thói quen đánh giá, rất ngon. Quý sáng sáng dời ánh mắt không nhìn anh mỉm cười, nhìn chầm chầm ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ xuất thần, kỳ thi qua, nhưng lên lớp không thể lơi lỏng, sách giáo khoa 3 năm trung học mới mua còn tản ra mùi mực, quý sáng sáng đều phải gặm, trần tự đại khái lật xem, vạch ra trọng điểm, quý sáng sáng nghiêng đầu nhìn hắn tiên sinh còn nhớ điểm kiến thức trung học không trần tự dừng tay ngước mắt lên nhìn cô bảy bảy tám phần bất quá người yêu của đồng nghiệp tôi là giáo viên dạy giỏi toán trung học nhờ cô ấy giúp đỡ a à, ghét bỏ tôi không chuyên nghiệp quý sáng sáng lắc đầu như trống bỏng đương nhiên không phải hại ngươi nợ rất nhiều người chuyện nhỏ hắn muốn lật sang trang tiếp theo sau đó lại cảm thấy phải nhấn mạnh cái gì đó không cần nhiều băn khoăn như vậy đi học có vấn đề cũng có thể nói cho tôi biết, Quý Sáng Sáng nắm chặt ngón tay. Được, có chút bị người ta coi là tiểu bằng hữu, nàng độc lai like độc vãng quen rồi, quả thực không quen bị đối đãi như vậy, càng không biết nên biểu đạt cảm tạ như thế nào, mãi cho đến một lúc lâu sau, Trần Tự còn tới khoanh tròn sách toán trọng điểm. Không cần khách khí như vậy với tôi, Quý Sáng Sáng cúi đầu, nhìn chữ viết trên danh mục móc bạc, cúi đầu ừ một tiếng, anh khẽ cười, không nói gì hiện tại cũng không thích hợp nói nhiều, không cần áp lực cho cô. Ban đầu buổi tối thời gian tan tầm của Quý sáng sáng là 8 giờ, nhưng cuộc sống trung học Lặng Yên không một tiếng động mở màn, cô còn chưa kịp phản ứng, trở về 10 giờ kết thúc buổi tối tự học, rời khỏi trần gia, về nhà học thêm một tiếng, vội vàng đi ngủ lúc 11 giờ rưỡi, đến sáng vẫn là 6 giờ rưỡi rời giường, mua đồ ăn sáng hoặc dùng nửa giờ làm sáng, mặc dù một mình cô ăn cơm cũng không ít bước này, 7 giờ rưỡi liền muốn đi học. Ngày đầu tiên đi học, Trần tự giảng dạy đại học cũng khai giảng, hai người cùng nhau ra ngoài, quý sáng sáng bỗng nhiên thấp thỏm. Những đứa nhỏ lớp 11 kia có thể tuổi còn rất nhỏ hay không? Tuổi thật của cô so với quý sáng sáng trong sách còn lớn hơn 2 tuổi, so với đứa nhỏ cao nhất ít nhất 6-7 tuổi, lớn hơn mấy tuổi, người ta có thể gọi gì cô? Trần tự mặc áo sơ mi trắng, giống như lần đầu tiên nhìn thấy trên xe buýt sạch sẽ gọn gàng, nhíu mày hỏi, 8 tuổi tính là rất nhiều sao? quý sáng sáng câm lặng, kỳ thật, tôi cũng không quá để ý tuổi tác, một lát sau hắn mới đáp một tiếng, thưa ông, ngươi có tức giận không, không có, quý sáng sáng không biết tại sao, nhớ tới lần trước nhìn trộn bóng lưng anh chọc anh tức giận, hai người chính thức quen nhau lâu như vậy, ai cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, nhưng lúc này, cô bỗng nhiên muốn nói, lặp lại cảnh tượng khi đó, tiên sinh ngày đó giận ta sao, trần tự hơi giật mình, rất nhanh nhớ tới nguyên nhân hậu quả. Giữa lông mày nhiễm một chút cũng bắt, không có ta không có tức giận hắn cũng không rõ cảm xúc không kiềm chế được là chuyện gì xảy ra về sau quy kết là vô cớ nhớ nhung một cô nương gặp mặt liền quên không được phiền não mà thôi cũng có một chút không được tự nhiên ngươi đừng nghĩ về điều này đi học cho tốt một chút xấu hổ nhưng không tức giận quý sáng sáng tạm thời không nhớ thương nữa được rồi tiên sinh gặp lại ngoài cửa tiểu khu có trạm xe buýt trần tự lên lớp sẽ ngồi xe buýt kia quý sáng sáng đến trường chỉ có 5 phút đường, theo lớp tìm qua, giáo viên chủ nhiệm còn chưa điều chỉnh chỗ ngồi, học sinh đều tùy tiện ngồi. Quý sáng sáng lặng lẽ đánh giá khuôn mặt non nớt kia, ma trượt nhi móc ra quyển sách, nàng ở chỗ này không hợp, vẫn là mau chóng rời đi là tốt hơn. Khai giảng chưa đầy một tuần, quý sáng sáng đã trở thành quái nhân trong lớp, độc lai độc vãng không hợp quần chúng, đi học sinh không tự học sớm, buổi tối tự học đều phải học, nhưng trốn học có rất nhiều người ở đây, mà cô không đi học, mỗi ngày ngoại trừ nhà vệ sinh chính là ngồi ở chỗ ngồi đọc sách nữ sinh như vậy không ai nguyện ý kết giao còn có lời đồn quý sáng sáng là lưu cấp sinh là não dư học ngu mới biến thành như vậy nhưng cô liền ở chung cư phụ cận cho dù sau lưng nói thầm bên ngoài không ai dám chọc quý sáng sáng muốn chính là phần thanh tịnh này trần tự đi làm rất đúng giờ sẽ không ở lại trường nhiều cũng rất ít xuất hiện tình huống tăng ca thường thường buổi tối tình huống phổ biến nhất trong thư phòng chính là cậu đọc sách đọc báo cáo tra tư liệu, quý sáng sáng đọc sách làm đề, vượt qua tiến độ trường học một mảng lớn, thỉnh thoảng, Trần Tự sẽ lấy ra một quyển tập đề từ cặp giảng án. Mới ra, cái gì kiều kiều tâm tư cũng không có được, quý sáng sáng chết lặng nhận lấy, cô là cổ máy học tập vui vẻ, thật sự vui vẻ, chương 43, trừ bỏ tập đề thỉnh thoảng mua về, tuần thứ hai khai giảng. Trần tự mang về một chồng sổ ghi chép, là ghi chép học tập trung học của học sinh địa phương Yên Thành trong lớp học của hắn, phải biết rằng Đại học Yến Thành mà hắn dạy là trường đại học hàng đầu trong nước, học sinh thi đậu năm đó đều từng là học bá. Quý sáng sáng cẩn thận quan sát qua, ghi chép đại thái xuất phát từ tay tám người, cống hiến đều là môn học sở trường, mỗi môn có hai phần, cô có thể tham khảo các phương pháp học tập khác nhau, còn có thể hấp thu lực lượng thuộc về học bá trong đó. Có phải quá phiền phức cho người ta hay không? Bạn có muốn chuẩn bị một số cảm ơn? Trần Tự suy tư một lát. Bọn họ cảm thấy không phiền phức, ngươi nếu muốn chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ cũng không nhiều, ăn đi. Được, Quý sáng sáng tự bỏ tiền túi mua thịt bò, làm thịt bò khô đều chia đều, bọn họ dư thừa giữ lại thỉnh thoảng ăn một chút, bổ sung năng lượng. Trần Tự rất thích, đối với những thịt bò khô đã gói xong, khó có được chần chờ. Bằng không ta vẫn đổi thành cái khác cho bọn họ, bình thường đều bận rộn thịt bò khô không tính là đơn giản quý sáng sáng làm một lần không dễ dàng quý sáng sáng không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy nửa ngày không nhớ tới nên trả lời như thế nào cũng may trần tự không kiên trì suy nghĩ cầm thịt bò khô đi làm sau đó quý sáng sáng tưởng tượng hình ảnh kia xưa nay giáo sư nghiêm khắc cùng bạn học chia sẻ thịt bò khô thế nào cũng cảm thấy quá dị a à, cô là thủ phạm nhưng trần tự lại đưa ra phản hồi những bạn học kia rất thích những ghi chép kia cũng giúp quý sáng sáng không ít, rất nhiều điểm tri thức đã quên, dường như đã từng quen biết có người dẫn đường, học được làm được nhiều việc hơn, thời gian một tháng rưỡi, quý sáng sáng đem sách giáo khoa lớp 11 gặm táo một lần, trần tự nghiệm thu thành quả, lần này thật sự kinh ngạc không nhỏ, ngươi khi đó nghĩ gì về việc bỏ học, nhắc tới đề tài này, biểu tình trần tự không thể nói là vui vẻ, chỉ nghĩ đơn giản là cha mẹ nuôi quý sáng sáng không muốn cô đọc sách nhiều lúc quý sáng sáng nói dối có thói quen cúi đầu, hàm hồ nói, lúc ấy tuổi còn nhỏ, luôn muốn chơi, trần tự nhíu nhíu mày, lại xoa xoa đầu nàng, mái tóc đen nhánh mềm mại lướt qua lòng bàn tay, thời gian dừng chân bàn tay anh so với mấy lần trước đều dài hơn, sau này sẽ tốt, quý sáng sáng cảm thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn dần dần, dần dời đi, cúi đầu đáp ứng, chậm rãi, không cần quá nhiều áp lực, ta hiểu. Trần tự nhìn gương mặt nhu hòa của nàng, ít hầu giật giật, ánh mặt trời mùa thu chiếu lên người hai người, ấm áp thích hợp, ai cũng không có chủ động rời đi, quý sáng sáng nhịn không được ngẩng đầu. Tiên sinh, cười cái gì, hắn cũng không che giấu ngược lại rất vô tội hỏi, rõ ràng sao, từng, ta là cười hôm nay ánh mặt trời rất tốt, tôi cũng nghĩ vậy, sau đó, trần tự sát cảnh tượng nhắc nhở. Đã đến lúc nghỉ ngơi, quý sáng sáng thổi lưỡi, xoay người chạy về thư phòng. Thẳng đến khi cô Nhu Thuận ngồi trên ghế mới thu hồi ánh mắt, cầm bình xịt tâm tình cực tốt đến tưới hoa ở tiểu hoa viên buổi chiều chủ nhật quý sáng sáng có nửa ngày nghỉ ngơi chạy đến trung tâm thương mại chuẩn bị quần áo thu đông ít nhất phải có hai bộ giặt quần áo còn có giày dép lại là một khoản chi tiêu không nhỏ mua quần áo xong đến quán lẩu hội hợp với trần tự khai trương hơn một tháng quán lẩu cơ bản không có vắng vẻ rất nhiều khách chạy tới đáy nồi nước chấm lựa chọn đa dạng ngay cả món ăn phụ cũng có tư vị khác những phối hợp này đều là quý sáng sáng thí nghiệm trong thời gian rảnh rỗi sau khi doanh thu vượt xa dự kiến cô lấy cổ tức cũng an tâm dương dịch và tưởng xung cũng ở trong quán ăn cơm ngồi ở một góc nhỏ hai người vị trí trong cửa hàng chật nít thế nhưng không có vị trí dư thừa sáng sáng trật ca hôm nay các ngươi nhìn chúng ta ăn đi chúng ta chính là khách nhân tôn quý trần tự nghe vậy xách một ấm trà cho bọn họ tích trữ đầy hai người nhất thời an phận dương dịch ném đổ chạy đến bên cạnh quý sáng sáng anh trật như vậy tôi sợ hãi sáng sáng ngươi phải bảo vệ tôi quý sáng sáng không thể không hiểu cô trêu chọc bất quá tất cả mọi người đều rất cẩn thận không chọc thủng cửa sổ giấy ngay cả trần tự cũng không nói một lời cô cũng giả ngu theo thưa ngài là phục vụ đức chúa trời khách hàng là đức chúa trời ngươi không cần phải sợ sáng sáng ngươi trở nên hư hỏng hừ mệt mà ta còn chuẩn bị lễ vật cho ngươi tưởng xung không khách khí tháo dở đài. Ngươi không phải muốn chúc mừng sáng sáng khi qua cửa ải sao, hiện tại lấy ra có phải đã muộn hay không, ngươi quản tôi, dương dịch lấy ra túi sách mang theo bên người, bên trong phòng túi đụng phải đồ đạc, mở ra nhìn là một bộ quần áo, một cái áo len, một cái áo khoác, áo len là bà ngoại tôi đã gửi thư, thân hình của hai chúng tôi không khác nhau, ngươi mặc có thể béo hơn nhưng tuyệt đối ấm áp, cô ấy biết ngươi cứu tôi, tôi nói áo len cho ngươi mặc, cô ấy rất hạnh phúc, áo khoác này là tôi mua cho ngươi, tặng món quà, quý sáng sáng theo bản năng muốn cự tuyệt. Lão nhân cho ngươi, dương dịch trực tiếp nhét vào trong ngực cô. Hai chúng ta ai đi với ai, sau này tôi muốn hối lộ giáo sư Trần còn phải tìm ngươi, tặng một bộ quần áo tôi không thiệt thòi, mau nhìn xem có thích hay không, thích, đều rất đẹp, hắc hắc hắc, vậy là tốt rồi. Dương dịch dường như ngượng ngùng nghe cô nói nhiều lời cảm tạ, lôi kéo cô đến quầy chọn đồ uống la hét bảo trần tự mời khách, trong sảnh đường là khách nhân ồn ào, xung quanh đều là mùi thơm cây, quý sáng sáng nhìn về phía trần tự đứng bên quầy, khóe môi anh mang theo nụ cười, yên tĩnh ôm nhu lại cường đại, đáy lòng quý sáng sáng dần dần thả lỏng, những người bạn này đều quan tâm cô theo những cách khác nhau, là chuyện hạnh phúc nhất cô tới đây. Thứ tư, buổi trưa quý sáng sáng ra ngoài ăn cơm, cô ăn cơm ở căng tin trường học, đi ra ngoài lại lấp đầy chút dinh dưỡng, miễn cho dùng não quá độ thời gian có giàu có cô ngồi một chiếc xe buýt đi đến nơi cô vẫn muốn đi bản dịch dài của bộ phim sau khi thay đổi trong nước nhập khẩu một số lượng lớn phim truyền hình nước ngoài hãng phim dịch thuật thường cần tuyển dụng diễn viên lồng tiếng để hoàn thành việc xử lý phim trước đây cô đã lưu ý hãng phim dịch thuật không tuyển dụng tiết lộ nhưng dành thời gian còn muốn thử một lần hỏi nhiều hơn thành tích thi đại học của cô là một mặt nếu có thể có một số tác phẩm khả năng thi trung tâm chuyên nghiệp càng lớn đến xưởng phim dịch xuống xe, chính là giờ ăn trưa, ra vào ra vào có không ít người, quý sáng sáng ngoài ý muốn nhìn thấy bản thông báo có thông báo mới dán, tuyển dụng nữ diễn viên lồng tiếng, yêu cầu thanh âm ngọt ngào động lòng người, thích công tác lồng tiếng, quý sáng sáng liền tin nhắn ở chỗ bảo vệ trước, theo số phòng trên địa chỉ tiến vào tòa nhà, tìm được phòng 206, gõ cửa nhưng không có ai, nhưng khi quay lại, nó chạm vào một người đàn ông, đồng chí tìm ai, là một giọng nữ dịu dàng, mang theo khí chất đặc biệt của phát thanh viên thời đại này, đầy đặn thanh thúy. Ngài được rồi, tôi thấy bên ngoài tuyển dụng khởi sự muốn đến hỏi thiếu nữ Nili còn cần người sao. Tôi muốn thử, la âm giật mình một chút, bởi vì thanh âm của cô nương này quả thật phi thường êm tai, nàng một lát cũng không do dự, đẩy cửa phòng làm việc ra. Nào, tiến vào nói chuyện, quý sáng sáng bỗng nhiên có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, từng tiếng từng tiếng tràn đầy hy vọng trong lòng cô. Dương 44, Thiếu nữ Nelly là một bộ phim tình cảm hàm súc nhưng không mất đi sự lãng mạn, kể về ba người đàn ông mà Nelly yêu từ khi còn trẻ đến khi trưởng thành. Việc tuyển dụng của hãng phim không viết rằng Nelly cần một vài diễn viên lồng tiếng, nhưng theo nguyên tắc tiết kiệm, một người có thể phối với Nelly trong ba thời kỳ tốt hơn, đồng thời tuyển dụng còn có giọng nam, nhưng quý sáng sáng không đủ điều kiện. La âm nghe nói quý sáng sáng là học sinh trung học chuẩn bị đăng ký thi vào khoa phát thanh cũng không biểu hiện ra bất kỳ 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 thị kỳ thị nào, ngược lại rất thích dũng khí của ngưu bàn mới sinh này không sợ hổ. Lúc phỏng vấn sẽ cho các cậu một lần băng ghi âm, đây là lời thoại đã dịch ra, ngươi nghe qua, lại biểu diễn cho tôi nghe, 20 phút chuẩn bị thời gian, còn nữa, hiện tại chỉ có đoạn của Nelly, chỉ dùng khảo nghiệm này ngươi lồng tiếng, cũng có khả năng lồng tiếng cho nhân vật khác. Quý sáng sáng đương nhiên không phải là con bê mới sinh, cô có nền tảng chuyên môn gần 4 năm, còn có lý lịch bán thời gian 2 năm, đối với việc lồng tiếng như thế nào điều tiết cảm xúc, từ tình cảm của diễn viên âm thanh coi như có kinh nghiệm, lồng tiếng cho video sẽ căn cứ vào biểu cảm và cốt truyện của diễn viên để biểu diễn, làm cho lồng tiếng phù hợp hơn với diễn viên. Yêu cầu phỏng vấn của La Âm chỉ có thể nghe tiếng Anh nguyên bản, phát âm và trạng thái tiếng Trung đều cần quý sáng sáng tự mình phỏng đoán. Âm thanh băng cassette phát ra từ máy thu âm có tiếng xào xạc quý sáng sáng phải tập trung nhớ kỹ cảm xúc của diễn viên trong cốt truyện cũng may cô nghe tiếng anh không tệ có thể đồng thời dịch ra dễ dàng kết hợp với lời thoại nhất định phát huy đồng chí tôi đã chuẩn bị xong la âm bưng chén trà nghiêm túc cười nói bắt đầu đi người mới bắt đầu lồng tiếng khó bỏ đi cảm giác xấu hổ nhất không thể để cho mình toàn tâm toàn ý dung nhập vào cốt truyện hãng phim dịch ra ngoài hai ngày đến không ít cô gái xinh đẹp nhưng lúc phỏng vấn luôn tự dưng bật cười hoặc đỏ mặt cuối cùng chỉ là đọc lời thoại ra, trấn định tự nhiên như quý sáng sáng cũng không hiếm thấy. Quý sáng sáng lén huấn luyện chưa dừng lại, tìm được trạng thái liền bắt đầu biểu diễn. Thiếu gia Potter, tôi không thể đồng ý với ngươi, tình yêu là bình đẳng, ngươi không thể sử dụng ngươi tiêu chuẩn để yêu cầu tôi. Nửa câu đầu nói xong, la âm theo bản năng ngồi thẳng người, thanh âm của nữ hài tử trước mắt uyển chuyển người, mang theo sức sống như đóa hoa, cắn chữ rõ ràng tiêu chuẩn nàng phản phất cùng thiếu nữ Nili rơi vào rối rắm cùng bất an của mối tình đầu, nhưng vẻ mặt thiếu nữ mang theo tự tin bẩm sinh, đối mặt với Potter thiếu gia xuất thân quý tộc không kiêu ngạo không kiêu ngạo, du hòa nhưng kiên định giảng giải quan điểm của mình. Quý sáng sáng hết sức chăm chú dung nhập vào nhân vật, cũng không biết hai đồng nghiệp đi ngang qua ngoài cửa văn phòng đều không hẹn mà cùng dừng lại nghe cô lồng tiếng. Lời thoại phỏng vấn là hai đoạn thoại kinh điển ở các độ tuổi khác nhau, gần 300 chữ quý sáng sáng dựa theo cảm xúc ấp ủ xong một hơi nói xong trước tiên nghe được tiếng vỗ tay thưa thất phía sau quay đầu lại nhìn ba người đứng đều vỗ tay cho cô la âm chậm một bước cũng cười vỗ tay phi thường tốt xem ra chúng ta tìm được diễn viên lồng tiếng cho thiếu nữ nili quý sáng sáng vừa mừng vừa sợ cảm ơn ngài vậy chúng ta hãy nói về công việc cụ thể đi hãng phim dịch đã mua rất nhiều bản quyền phim truyền hình nước ngoài sau khi lồng tiếng hoàn thành mới có thể phát hành hoặc phát sóng nhưng hãng phim dịch không phải lúc nào cũng có công việc ở lại có thể phải chờ một thời gian mới có khả năng rèn luyện công việc quý sáng sáng vốn không có ý định chính thức vào hãng phim dịch thuật có thể lồng tiếng cho một hai tác phẩm chứng minh năng lực bản thân như vậy sang năm tham gia kỳ thi đại học có lẽ sẽ không có ai có thể khoa tay múa chân hơn nữa thân phận của cô đặc thù càng phải chuẩn bị tốt vạn toàn la âm là chủ nhiệm tổ lồng tiếng thập phần tiết tài nhưng cô biết quý sáng sáng lúc còn đi học đã biết rõ lựa chọn của cô suy nghĩ vẫn đồng ý cho quý sáng sáng lồng tiếng cho Nili còn có hai nhân vật nữ khác không nhiều lời thoại đều do quý sáng sáng hoàn thành nếu là một lần lồng tiếng thù lao phải đàm phán tốt quý sáng sáng may mắn không thôi nói có thể có cơ hội tham gia lồng tiếng liền rất vui vẻ la chủ nhiệm tôi có thể không cần thù lao bất quá sau này có cơ hội lồng tiếng kính xin ngài nhớ tới tôi nhiều hơn la âm cười rất ngoài ý muốn nhưng quý sáng sáng kiên trì có thể tiết kiệm thù lao tự nhiên là chuyện tốt vậy thì tốt đàm phán xong lần sau đến lồng tiếng quý sáng sáng vội vàng chạy tới trường trước khi từ văn phòng chủ nhiệm la đi ra cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường gần đến tiết học đầu tiên buổi chiều cô trốn học sau khi chạy tới lớp học chung lớp đều vang lên quý sáng sáng bất chấp hình tượng vọt vào lớp ngồi vào chỗ ngồi giáo viên dạy toán giảng bài rất mất hứng người đầu tiên gọi cô và một người bạn khác lên buộc trả lời từ bục giảng đi xuống, quý sáng sáng mới dần dần bình phục nhịp tim, xác định tất cả những gì xảy ra giữa trưa không phải là mộng, chạng vạn tan học, trên đường về nhà quý sáng sáng đều giống như nhảy nhót, trần tự chậm cô một bước, dừng lại mấy chục mét sau nhìn cô, không nhịn được cười, chờ quý sáng sáng rốt cục quay đầu lại phát hiện hắn, mới tăng nhanh bước chân đi lên phía trước, cao hứng như vậy, vậy tiên sinh đoán xem vì sao tôi cao hứng, hiếm khi vui tươi và sống động, trần tự trầm ngâm thi rồi sao? Bạn có điểm số tốt, không phải, mua một cuốn sách bài tập mới, quý sáng sáng thiếu chút nữa sụp đổ nụ cười. Hẳn là không điên cuồng đến mức này chứ, trần tự nhớ mày, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tôi tò mò, ngươi có muốn nói cho tôi nghe không? Giọng nói của anh ta không nhanh không chậm, nghe không giống như một bộ dáng rất tò mò. Quý sáng sáng nghĩ đến hậu kỳ cần anh phối hợp, không dám bán cửa ải, nhu thuận đem chuyện đến hãng phim dịch phỏng vấn nói ra, cuối cùng, cẩn thận hỏi, tiên sinh kia có thể giúp tôi xin nghỉ với lão sư hay không, nhiều nhất là ba bốn ngày là có thể hoàn thành, sẽ không chậm trễ quá lâu, muốn ta nói dối, cô nháy mắt chớp mắt. Nói dối thiện ý mà, đây là chuyện tốt đúng không, Trần tự nhìn nụ cười của nàng, lại chậm rãi rời đi, cười nói. Cũng có thể, bất quá ngươi không đòi thù lao với người khác, không có nghĩa là ta không cần thù lao, tính toán như thế nào cảm tạ ta, quý sáng sáng bị kẹt vỏ tiên sinh bỗng nhiên cơi ngày. A, à, tiên sinh dứt lời, có thể làm được ta nhất định sẽ tận lực mà làm, lần này đến phiên trần tự không nói gì, khẽ thở dài một tiếng. Ngươi ra, như vậy phải chịu thiệt, người không phải nói chịu thiệt là phúc sao, cô nương ngốc, trần tự suy nghĩ một chút, từ trong cặp lấy ra hai khối sô-cô-la. Quên đi, ai bảo tôi là tiên sinh, làm phái nhất định phải nhất trí, quý sáng sáng đưa tay nhận lấy, giấy bạc xẹt qua lòng bàn tay ngứa ngáy tiên sinh lấy sô cô la ở đâu từng đồng nghiệp cho tôi không thích ăn quý sáng sáng chần chờ nhưng tiên sinh không phải rất thích ăn đồ ngọt sao ước chừng ánh mắt của nàng quá rõ ràng trần tự ý thức được cái cớ quá mức thuận lý thành chương cũng dễ dàng bại lộ làm bộ đứng đắn ho một tiếng Chi ta nửa khối đi được bọn họ ăn sô cô la một trước một sau tiếng vào căn hộ hàng xóm lưu hải anh đi theo phía sau lại nhìn không được nhỏ giọng lải nhải hai người này sao lại giống như vợ chồng Chương 45, Thiếu nữ Nili lồng tiếng 3 ngày kết thúc, Quý sáng sáng cùng La âm chủ nhiệm lưu lại phương thức liên lạc, có nhiệm vụ lồng tiếng thích hợp sẽ tìm nàng, kế tiếp chính là chờ Thiếu nữ Nili phát sóng, trần tự từ trước đến nay không thích phim truyền hình, nhưng mùa thu này có thêm một thói quen chính là chờ bộ phim này phát sóng thời gian. Cuối tháng 10, kỳ thi giữa kỳ bắt đầu, Quý sáng sáng ngoại trừ tham gia thi năm nhất, cũng sau khi thi xong, tìm giáo viên xin đề thi lớp 12, kiểm tra trình độ của mình mùa tri thức lớp 11, sáng sáng học rất vững chắc, cô xuất thân là sinh viên văn học, nội dung khoa học ít có yếu kém, điểm số của đề thi lớp 12 được xếp hạng trong bảng xếp hạng toàn trường, mà độ khó kiến thức tổng hợp của đề thi lớp 12 tăng lên, điểm số ngoài 300 người trong toàn trường, dựa theo điểm trúng tuyển của các năm trước, thành tích này của cô nhiều lắm cũng có thể học đại học, quý sáng sáng tự động tăng thêm thời gian ôn tập buổi tối. Buổi sáng trong túi áo chứa một quyển sổ nhỏ mang theo người, phía trên ghi rõ từ tiếng anh cùng văn ngôn văn trần tự ngược lại không thúc giục cô nữa không nên ép quá chặt để cho mình thở dốc bằng không được nhiều hơn mất quý sáng sáng đáp ứng qua loa sau đó cảm thấy không đúng buồn bực nâng cầm mở miệng tiên sinh còn có phương pháp học tập tốt nào không dạy tôi đi trần tự đứng lên vỗ vỗ tóc cô phương pháp của tôi chính là từ từ đừng vội vàng ngươi quá khẩn trương ta hiểu nhưng mà ta không khống chế được quý sáng sáng rủ mắt khắc chế không để cho mình lộ ra quá nhiều nhu nhược đặt ở thời sinh viên thi đại học của cô cũng không có một phần ba công sức như bây giờ nhưng bây giờ giống như làm việc nhiều hơn một nửa trong lòng có ủy khuất lại mâu thuẫn cho rằng không thể tự bạo bởi vì tình huống hiện tại so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều cô rất ít khi để cho phần mờ mịt này xuất hiện nhưng so với trần tự thật dễ khiến người ta nản lòng trần tự chăm chú nhìn sườn mặt cô không khỏi thở dài sáng sáng, tôi có chút hối hận vì yêu cầu nghiêm khắc như vậy, tiên sinh, trần tự do dự dơ tay vỗ vỗ bả vai cô, lực đạo rất ôn nhu, nhưng cũng là động tác thân mật nhất khi ở chung như vậy, tôi đang tự hỏi, nếu trực tiếp để ngươi đến hãng phim dịch công việc có đơn giản hơn không, phần còn lại của kiến thức ngươi có thể từ từ học, về phần kiến thức hiện tại của trường trung học phổ thông, trong công việc tương lai không dùng nhiều lắm. Cậu chưa từng nghĩ quý sáng sáng có thể làm đến trình độ này. Văn hóa giữa hai người có chênh lệch cũng không phải là vấn đề tuyệt đối, cô ở phương diện khác cũng có thể phát huy sở trường, hiện tại lại bởi vì anh đốc thúc, làm cho cô lo âu, còn có một loạt hỗ trợ này của hắn, cũng vô hình trung cho nàng áp lực thật lớn. Quý sáng sáng ngược lại ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm hỏi, tiên sinh vì sao lại nghĩ như vậy, trong ấn tượng của mình, ông không phải là một người thiếu quyết đoán như vậy, trần tự giật giật môi, mặc cho nỗi đau cùng tận đáy lòng lan tràn tôi không muốn để ngươi vất vả như vậy, anh ấy rất đau lòng. Quý sáng sáng lắc đầu, đây là lựa chọn của riêng tôi, nếu như tôi không muốn học, ai ép tôi cũng vô dụng, bất quá hiện tại tâm tình của tôi bỗng nhiên tốt lên, quét qua sự phiền muộn vừa rồi, trần tự khó hiểu. Tại sao, không thể nói ngươi, hắn bình tĩnh nhìn lại, trong mắt dần dần hiện lên ý cười, đáy mắt cất giấu từng sợi tình ý, nhưng không có tuyên chi, quý sáng sáng chớp chớp mắt tôi biết tiên sinh có phiền não rối rắm như vậy, tâm lý cân bằng, hả? Phát hiện ra rằng tôi cũng là một kẻ ngốc trong một số khía cạnh, đúng vậy? Không đúng. Tại sao nó cũng được sử dụng, trần tự hoàng nhĩ, thậm chí cười ra tiếng. Ngươi đoán, quý sáng sáng mạnh mẽ đứng lên, nhưng tư thế ngồi vừa rồi của cô không đúng, một chân tê dại, thân hình chợt nhán lên một cái, sau đó bị người nâng khuỷu tay và sống lưng, nửa người trên hơi nghiêng, hai má đụng phải nút áo len trần tự cùng cơ bắp trắng chắc bên trong quần áo có chuyện gì vậy có chóng mặt không trần tự sợ thời gian này cô bận đến mức không ăn cơm ngon không phải chân tê dại anh lại nở nụ cười nhẹ nhàng một tiếng đồng thời cô muốn đứng dậy đứng thẳng lại chậm rãi buông tay ra được rồi hôm nay chủ nhật nghỉ ngơi ra ngoài phóng gió nửa ngày ra ngoài ăn cơm được tôi mời tiên sinh ăn chứ lúc trước la chủ nhiệm mời tôi ăn cơm cửa hàng kia tôi rất thích, muốn đi ăn nữa, trần tự từ thiện như lưu. Được, ta cọ cơm, cửa hàng muốn đi giá cả trung bình, quý sáng sáng trong tay có chia cổ tức, đủ để chi phí sinh hoạt của cô còn dư thừa, trần tự tất nhiên sẽ không ngăn cản, anh cũng không cảm thấy ra ngoài ăn cơm nhất định phải có phụ nữ trả tiền, là thành phố trung tâm trong nước, mức sống của người dân tăng lên một cách thẳng tắp, ngành công nghiệp nhà hàng yên thành dần dần hưng thịnh, nhà hàng nhỏ như măng sau mưa nhưng có thể ở lại đều có bản lĩnh thật sự, mô hình mới lạ của nhà hàng lẩu ba người tham gia đã được không ít cửa hàng học được, nhưng nhà hàng lẩu nổi tiếng trước, cũng có công thức nấu ăn đáy nồi độc quyền, trong chốc lát không ai có thể lay chuyển địa vị, một bữa ăn kết thúc, quý sáng sáng bày tỏ, không ai có thể thay đổi tình yêu của tôi dành cho con cá quế sóc này, trần tự cùng cô sống vai đi đây, cho một câu đơn giản một mạc. Tôi ghi nhớ, tiên sinh, không tốt sao, ngươi thích ăn tôi sẽ ghi lại, sau này đến ăn cùng nhau, không phải? Rất tốt, trần trật hài lòng, thoải mái hỏi, đi rạp chiếu phim không? Quý sáng sáng nhìn thấy thời gian trên đồng hồ của anh, bình tĩnh bày tỏ, thời gian phóng phong cũng sắp tới, hơn nữa bộ phim kia sắp tới sẽ không phát hành, trên mặt hắn là tiếc nuối rõ ràng, được rồi, vậy thì về nhà đi, trên đường trở về, bông tuyết phiêu phiêu rơi xuống, đến buổi tối khi quý sáng sáng tự học xong muốn trở về nhà mình, Bông tuyết đã đến độ sâu của cổ chân, vậy mà Lặng Yên không một tiếng động thở xuống lớn như vậy, vừa mới mở cửa, gió lạnh hướng thẳng vào cổ, Quý Sáng Sáng định dẫm tuyết nhanh về nhà, đã thấy Trần Tự cũng cầm áo khoác, Tiên Sinh muốn ra ngoài, "Ừm, đi ra ngoài một chút." Quý Sáng Sáng thận trọng nhắc nhở. "Tiên Sinh, bên ngoài tuyết rơi, ta thích loại thời tiết này đi ra ngoài đi ra ngoài, không được sao?" Bà quản gia nhỏ, "Khụ." Quý Sáng Sáng né tránh ánh mắt của hắn quên đi, ngươi nguyện ý đi liền đi, một tầng tuyết dày đã bao trùm dấu chân mọi người đoán ra, nhất chân bước vào ổ tuyết nghe được tiếng kẻo kẹt, quý sáng sáng đi ở phía trước, thỉnh thoảng hồ nghi quay đầu lại nhìn, sợ trần tự có cái gì không thoải mái, trần tự cúi đầu dẫm lên dấu chân cô đi qua, nghiêm túc giống như đang hoàn thành chuyện quan trọng gì đó, một chút dễ thương, tiên sinh muốn ra ngoài làm việc hay là mua đồ, thổi gió. Quý sáng sáng chỉ nhìn thấy từng mảng lớn bông tuyết rơi xuống giữa tóc trần tự và trên mặt, một đôi mắt dưới ánh đèn lờ mờ sáng láng có thần, mặt như quan ngọc, nụ cười kia vẫn không biến mất, làm sao vậy, quý sáng sáng nhìn cười, quay đầu lại đưa tay về phía trước, chậm rãi nói. Tôi thấy tiên sinh rất đẹp, trần tự kinh ngạc, thốt ra. Tôi cũng cảm thấy, phải không, chương 46, mùa đông năm nay ở Yên Thành tuyết rất nhiều, trận tuyết đầu tiên hóa sạch sẽ lại tới một trận, buổi sáng quý sáng sáng thức dậy ít mặc một cái áo len, đến giữa trưa liền phát hiện có gì đó không đúng cô vinh quang bị cảm bình thường tố chất thân thể của quý sáng sáng cũng không tệ lắm nhưng bệnh đến như núi đổ ngay cả sốt và ho khang cũng không dám kéo dài buổi sáng sau tiết thứ hai cùng giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ phép trực tiếp đến bệnh viện treo kim truyền dịch bệnh nhân bị cảm lạnh ở bệnh viện quá tải quý sáng sáng kéo khăn quàng cổ lên cao một chút che nửa khuôn mặt khi truyền dịch ngồi trên ghế bàn tay truyền dịch lạnh lẽo Tiết núi sâu sắc không mang theo túi nước ấm. Trên đường đi, phòng truyền dịch tiến vào một người quen, là mẹ của Dương Dịch, cùng một người phụ nữ trung niên, nhẹ nhàng miêu tả lông mày, ăn mặc đều rất chú ý. Mẹ Dương liếc mắt một cái nhận ra quý sáng sáng, quan tâm hỏi, sáng sáng sao lại bị bệnh, có phải mặc ít hay không? Ngươi nhìn ngươi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo này, giống như Dương Dịch, một chút cũng không chịu mặc nhiều, quý sáng sáng rất thích lãi nhãi này, cười đồ nói. Dì Trần, hôm nay con quên mặc tiêm xong về nhà liền mặt, đúng, lúc này mới nghe lời, có lạnh hay không? Nếu không gì đi lấy một ly nước nóng cho ngươi, không cần, gì, con không muốn uống nước, truyền dịch và uống nước cùng một lúc, đó là ở lại trong nhà vệ sinh. Mẹ Dương cũng hiểu được sự quẩn bách của bà, sắp xếp cốt cho phụ nữ trung niên cùng đến, mới săn sóc hỏi bà có đi về đúc C hay không, cực kỳ ôn nhu, quý sáng sáng trong lòng buông lỏng, đặc biệt ngượng ngùng làm phiền cô một lần, Lúc trước cô cứu Dương Dịch bất quá là nhấc tay lên, nhưng người Dương gia vẫn nhớ kỹ, tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mẹ Dương biết bọn họ cùng chơi, thường xuyên bảo Dương Dịch mang đồ cho nàng, trở lại phòng truyền dịch, mẹ Dương nhớ tới cái gì, cùng người phụ nữ đi cùng giới thiệu. "Thục Nghi, đây chính là tiểu cô nương lúc ấy đã cứu Dương Dịch, đây là tỷ tỷ của ta, ngươi cũng gọi gì là được." Quý sáng sáng rất nhanh nhớ tới người phụ nữ trung niên trước mặt có chút tinh xảo là mẹ đẻ Trần Thục Nghi của Trần Tự, Trần Thục Nghi hơi kinh ngạc, sau đó lại thu hồi lãnh đạm lúc trước, ôn hòa nói. Thật là một cô nương tốt, bộ dạng cũng xinh đẹp, vì Trần đã từng thưởng rồi, trên lệch tuổi tác giữa ba người rất lớn, qua đi, quý sáng sáng ngồi ở chỗ mình đọc sách, mẹ Dương cùng Trần Thục Nghi nói chuyện phím, lát nữa, Trần Thục Nghi cau mày, bộ dáng rất không thoải mái, mẹ Dương cúng quyết đi gọi bác sĩ rất nhanh đem trần thục nghi chuyển vào phòng bệnh mẹ dương cũng cùng quý sáng sáng nói lời tạm biệt quý sáng sáng thở vào nhẹ nhõm bà và mẹ dương ở chung rất thoải mái nhưng chịu không nổi sự đánh giá như có như không của trần thục nghi trong lòng đặc biệt không được tự nhiên nửa tiếng sau mẹ dương vội vàng trở về đem một đôi tay áo ấm nhét lại đây a à, ngươi đeo hộ thủ ta không kịp đi ra ngoài mua cùng thân thích đòi vừa vặn là một đôi mới ngươi đừng ghét bỏ quý sáng sáng vội vàng nói lời cảm ơn lại ân cần hỏi thăm tình huống của trần thục nhi tán gẫu không được mấy câu mẹ dương chuyển về phòng bệnh chiếu cố trần thục nhi gần trưa truyền dịch của quý sáng sáng chấm dứt người cũng tinh thần hơn trước khi đến bệnh viện một chút định ăn cơm trưa trở về trường lấy sách giáo khoa về nhà ngủ một giấc nghỉ ngơi thật tốt trước khi ra khỏi bệnh viện còn kéo khăn quàng cổ lên trên cơ hồ chỉ lộ ra một đôi mắt cứ như vậy tình huống cùng đại đạo tặc biệt mặt không sai biệt lắm quý sáng sáng bỗng nhiên thấy một người trắng trước mặt nàng, bình tĩnh nhìn, tiên sinh, trần tự vừa từ taxi xuống, trên người mang theo hàng khí, nhíu mày hỏi. Sao lại bị bệnh, quý sáng sáng thành thật dặn dò nguyên nhân, chỉ nhìn mày hắn nhíu chặt hơn, cô hít mũi, vừa rồi trong phòng truyền dịch đụng phải trần, dì trần và chị gái cô ấy, ngươi thăm bệnh liền nhanh lên đi, trần tự tùy ý đáp một tiếng, ăn cơm chưa, không, muốn ăn cái gì, hắn hỏi xoay người đi ra ngoài giống như người vừa rồi bởi vì sốt ruột bắt taxi đến bệnh viện không phải là anh ngươi không đi thăm bệnh sao hiện tại không phải là đang thăm bệnh sao quý sáng sáng nhỏ giọng lầm biểu vậy có thể giống nhau không bất quá cô cũng có thể cảm giác được trần trật đối với mẹ nuôi cũng không hôn gấp gáp trống đến bệnh viện cũng không thể là bởi vì cô chứ đến quán mì bò gần bệnh viện ngồi xuống trần tự giải thích ngắn gọn buổi sáng mẹ tôi đi ngang qua trường tìm tôi nói chuyện sau đó tôi nhận được điện thoại của dì út liền tới, nói tóm lại, nội dung cuộc trò chuyện giữa Hồ Cẩn Lan và Trần Tự nhất định liên quan đến bức hôn, nhưng nếu Trần Tự biểu hiện gần gũi với mẹ đẻ, Hồ Cẩn Lan sẽ không dám ép quá chặt, sợ Trần Tự nghịch phản tâm lý quá nặng, thu tay một thời gian, quý sáng sáng nhìn những gì anh nói lạnh nhạt tự nhiên, cũng trấn định uống một ngụm canh thịt bò, tôi nghe Dương Dịch nói, Văn Hinh Hinh không phải rất thích Trác Phi Dương sao, thật ra Trác Phi Dương phiền không chịu nổi với Văn Hinh Hinh, anh dựa trên nguyên tắc tử đạo hữu bất tử bần đạo thậm chí hy vọng trần tự thật sự cưới văn hinh hinh cố ý gọi điện thoại cho trần tự để thăm dò tình hình nhưng mỗi lần trần tự nghe xong liền gọi điện thoại cho quý sáng sáng đều là nhân chứng lần thứ hai điện thoại vẫn là cô nhận chắc phi dương nghe được đầu dây bên này là giọng nữ thiếu chút nữa sụp đổ ngay tại chỗ nghĩ đến đây quý sáng sáng cười tương đối vui sướng khi người gặp họa nam nữ chủ trên đường yêu nhau không thể thiếu đánh quái thăng cấp bất quá văn hình hình biến dị thăng cấp mà thôi, trần tự thoáng nhìn thấy nụ cười của nàng, thanh âm lạnh hai độ. Ngươi rất cao hứng, không phải vậy sao, nhiệt độ xung quanh tăng nhẹ, cái này cũng không sai biệt lắm, quý sáng sáng xoa xoa lỗ tai, nghe ra một tiêu oán niệm, ăn xong mì thịt bò, cả người đều ấm áp hơn rất nhiều, quý sáng sáng muốn ngồi xe trở lại trường học, trần tự thì đi thăm bệnh, trước khi đi anh ta dặn dò. Ngươi trực tiếp đến chỗ tôi, 4 giờ tôi có thể trở về, được, nhớ uống thuốc, ồ, lười biến giống như cố ý làm nũng, trần tự nhịn xuống xúc động sờ đầu cô. Trở về đi, quý sáng sáng quay đầu cũng không quay đầu lại rời đi, anh nhìn bóng lưng cô lắc đầu bật cười, xoay người đi về phía bệnh viện, nụ cười từng chút từng chút tản xuống, trong phòng bệnh, mẹ Dương đã sớm trở về đơn vị bận rộn, chỉ có Trần Thục Nghi một mình nằm trên giường bệnh, hai giường khác cũng có bệnh nhân, phụ từ tử, tử hiếu, nhỏ giọng lãi nhải thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Trần Thục Nghi nghe bọn họ đối thoại xuất thần, nhìn thấy Trần Tự mới chấn động tinh thần, sao lại đến? Công việc bận rộn, Trần Tự mặt không đổi màu gật đầu. Đúng, ngươi thế nào, Trần Thục Nghi dần dần suy yếu. Ta còn được, chết không được, trong phòng bệnh trong nháy mắt yên lặng, ngay cả người nhà hai giường bệnh nhân khác nghe nói như vậy cũng ăn ý không mở miệng, thời gian xem không sai biệt lắm, cùng đi tìm bác sĩ kiểm tra xác định thời gian xuất viện phòng bệnh lớn như vậy cực kỳ trống trải, Trần Thục Nghi thấy Trần Tự không nói tiếp, thần sắc dần dần lạnh, con còn tưởng rằng không tới, mẹ vừa rồi vẫn nghĩ đến ngươi, ngươi có biết hay không, Trần Thục Nghi lại nhảy nói những lời lo lắng, Trần Tự lặng lặng nghe, cũng không trả lời, thẳng đến khi có người gõ cửa, Hồ Cẩn Lan sách giỏ trái cây tiến vào, nhìn thấy Trần Tự vẫn đứng trong phòng bệnh như cũ, ánh mắt nặng nề, khi nhìn về phía Trần Thục Nghi tươi cười đầy mặt, Thục Nghi, cảm giác thế nào? Trần Thục Nghi lại lấy lại tinh thần. Cũng được, có trật tự nhỏ đi cùng tốt hơn nhiều, vừa rồi đem hắn sợ tới mức không được, ai, thật không nên để gì út của hắn gọi điện thoại kia, không đủ chậm trễ công tác, nụ cười nhiệt tình của Hồ Cẩn Lan khó duy trì, Trần tự rủ mắt, đáy mắt lộ ra vẻ trào phúng, chương 47, quý sáng sáng về đến nhà liền buồn ngủ, dứt khoát nằm sấp trên bàn ngủ, bất ngờ không kịp đề phòng mơ mộng, tình hình trong mộng dùng chữ tu la tràng để hình dung chính là tu la tràng. Ăn xong mì bò, trần tự không cho cô trở về, mà nói, đi phòng bệnh thăm mẹ tôi đúng không? Hình ảnh vừa chuyển, người đứng trong phòng bệnh, trần tự hình như giới thiệu thân phận của cô, giọng nói trong mộng nghe không rõ ràng. Nhưng mơ hồ biết là nói quan hệ không tầm thường của hai người, Trần Thục Nghi lạnh lùng nhàn nhạt nhìn chầm chầm quý sáng sáng, nếu như ánh mắt có thể hóa thành vũ khí công kích, như vậy trên người nàng phỏng chừng có không ít lỗ thủng thậm chí tại chỗ tan thành mây khói có một câu quý sáng sáng nghe được rõ ràng chỉ có cô ấy một vú em nhỏ cũng xứng đáng với ngươi trần tự đứng ở đó lựa chọn của tôi không muốn các ngươi can thiệp trần thục nghi càng tức giận không chỉ có thế hồ cẩn lan dắt văn hình hình đến đi thẳng vào vấn đề liền nói hình hình nói với tôi ngươi căn bản không phải quý sáng sáng ngươi là một quái thai xuyên qua hình hình mới là quý sáng sáng, nàng hẳn là gả cho con trai ta, chúng ta mới là người một nhà. Về phần tiểu bảo mẫu này, ta đã thông báo cho viện nghiên cứu để cho bọn họ đến bắt người, văn hình hình cười hì hì. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mượn thân phận của ta, mặc quần áo của ta, quý sáng sáng muốn lui vào trong góc, tình nguyện nhảy xuống từ cửa sổ còn hơn là bị cái gọi là nhân viên nghiên cứu bắt đi, trong lòng sốt ruột, chợt tỉnh lại, cũng né tránh bàn tay dán trên trán cô trong phòng không bật đèn ánh sáng lờ mờ trần tự đứng bên cạnh cô cảm giác tồn tại mãnh liệt tiên sinh ngồi thẳng người áo khoác màu xám đậm khoác lên vai chậm rãi trượt xuống trần tự thu tay lại bật đèn quên nói với ngươi có thể đến phòng khách ngủ nơi này ngủ không thoải mái quý sáng sáng dụi dụi mắt cảm giác khẩn trương trong mộng đã biến mất không thấy cô cầm áo khoác đến trước người muốn xếp gọn gàng người mơ mơ màng màng nói không cần tôi ngủ một lát liền tinh thần cho ta là được. Trần tự lấy áo khoác từ tay cô, ngón tay lướt qua mu bàn tay cô, là nhiệt độ ấm áp thoải mái, đo nhiệt độ cơ thể, ngươi có bị sốt lần nữa không? Quý sáng sáng sờ sờ tráng. Hình như không có. Phải không? Trần tự treo áo khoác lên móc áo, vuốt ngón tay đi tới đem lòng bàn tay dán lên trán nàng, tay kia dò xét nhiệt độ của mình, cô rõ ràng nóng lên, vì thế không nói rõ cầm nhiệt kế đưa cho nàng, lại xoay người rời đi nhiệt kế thủy ngân được đặt ở nách là chính xác hơn. Quý sáng sáng lắc lắc bỏ vào, ngoan ngoãn chờ thời gian, 5 phút sau báo cáo cho người ta. 37 độ 2, vẫn còn trong phạm vi bình thường, trước bữa tối lại đo một chút, được. Quý sáng sáng sau khi tri thức sờ sờ khóe miệng, nằm sấp ngủ dễ chảy nước miếng, trần tự nhìn thấy, lay động khóe môi, tiên sinh khi nào trở về, vừa về đến nhà, lúc gõ cửa không có người trả lời, anh còn tưởng rằng cô không trở về, cầm chìa khóa đi vào mới nhìn cô nằm sấp bên cạnh bàn làm việc mặt hướng về phía cửa hai gò má đỏ bừng yên tĩnh tốt đẹp quý sáng sáng yên tâm cô còn chưa ngủ đến hôn thiên ám địa bất quá đại não nói một câu tiên sinh trở về nhanh như vậy sao không sao chứ không có việc gì thuốc dị ứng bên kia đến thăm không ít thân thích mẹ tôi bảo tôi trở về trên thực tế hồ cẩn lan nhìn thân thích lục tục đến thăm không muốn để cho hắn ở lại nhiều Quý sáng sáng đang muốn ngáp, bỗng nhiên nghĩ đến tình huống bình thường, Trần tự gọi Hồ Cẩn Lan làm mẫu thân, xưng hô Trần Thục Nghi là cô cô, động tác ngáp ngắn tại chỗ, nhìn ánh mắt quá dị của hắn lại không thể không đem ngáp không có cảm giác đánh xong, đây là cái gì? Giấc mơ chiếu vào thực tế, thế nào? Sợ ngươi? Tôi vừa sợ ngươi hay ngươi mơ, câu trả lời khó khăn của cô. Cả hai đều có, Trần tự bưng chén trà lẳng lặng chờ cô giải thích, Làn khói bốc lên trong chén phủ kính trước mặt, càng làm nổi bật mặt mày anh như mực. Giấc mơ này không có gì để nói, nhưng có một điều tôi quên nói với ngươi, tôi bắt đầu gặp dì Chen và cô Chen trong phòng truyền dịch, tôi nói với cô ấy rằng tôi đang làm việc trong nhà ngươi. Chuyện trong mộng quá xấu hổ, bác tự còn chưa gạt sang một bên đã là quan hệ đối lập, quý sáng sáng vô cùng kinh hoàng. Trần Tự bị dời đi lực chú ý, gật đầu hời hợt. "Không nói vừa vặn, đừng nói cho cô ấy biết." tôi bảo dương dịch nói cho cô ấy biết cha mẹ cô ấy cũng là tôi sắp xếp công việc cho ngươi, bọn họ cho rằng ngươi làm việc ở công ty, cái khác không cần phải nói nhiều. a, à, nói ít sai, họ không cần phải biết. ngươi bây giờ có nhiều sự việc, không thể chịu được quấy rầy. quý sáng sáng thiếu chút nữa đã hỏi quấy rầy cái gì, cũng may kịp thời dừng lại, không nói ra miệng. cô không thích đâm cửa sổ giấy, cũng không biết sau khi đâm thủng mặt khác là cái gì. đúng như lời trần tự nói, cô quả thật cần lặng lẽ phát triển nhưng mà cô phải nhân cơ hội này kiểm tra một vấn đề khác không đúng người trước đó không phải nói mẹ dương dịch giúp tôi tìm trường học gì đó tôi đều làm việc lại tìm trường học không phải rất kỳ quái sao trần tự buông chén trà xuống mặt không đổi sắc nói có cái gì kỳ quái quý sáng sáng chớp chớp mắt đơn thuần cầu chứng thật sự không kỳ quái sao ánh mắt cô qn rủ mang theo ám chỉ nào đó cũng giống như là biết cái gì đó trần tự bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy hắn giọng, thật sự không kỳ quái, quý sáng sáng muốn cười, nhưng bị ho khang của anh chọc đến cũng nhịn không được ho khang, đây là cảm lạnh ho khang thật giá thật, che miệng vừa cười vừa ho, được rồi, lúc trước hắn nói mẹ dương dịch vì trả lại nhân tình, giúp bà tìm trường học linh tinh cũng là cái cớ của trần trật, chỉ là vì để cho nàng tiếp nhận thì trong lòng có thể tốt hơn một chút, có thể dùng cớ thật nhiều, trần tự hoàn toàn ngồi không yên. Bưng chén trà không uống bao nhiêu đi vào phòng khách thêm nước, vòng qua bàn làm việc, không nhẹ không nặng nặng não vỡ đến tối lục nhất đoá gọi điện thoại quý sáng sáng không biết người gọi tới là ai bởi vì vừa vặn ở bên cạnh điện thoại đưa tay cầm lấy ống nghe còn chưa kịp nói ngươi tốt liền có tay cầm lên trần tự làm một động tác im lặng nắm tay cô và ống nghe lại gần nói tìm ai lục nhất đoá lặng lẽ nghe điện thoại lên không có gì lạ anh mẹ bảo tôi nói với ngươi cô ấy đã trở về từ bệnh viện tình trạng dị ứng không nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn còn sốt ngươi nếu có thời gian trở lại thăm nhiều hơn hơn nữa đi bên ta rất bận rộn lục nhất đoá bất mãn ngươi đều bận cái gì bên trường đi làm rất sớm tôi nghe nói ngươi căn bản không tăng ca bên anh lễ cũng không phổ biến ngươi ngươi không về nhà đều đi đâu tôi không cần phải báo cáo hành trình với ngươi cứ như vậy đi trần tự kéo tay quý sáng sáng đặt ống nghe trở về thoáng thả lỏng sức mạnh liền thấy cô nhanh chóng thu tay lại một chút xúc cảm tinh tế từ lòng bàn tay trượt đi, thực xin lỗi, vừa rồi nhất thời nóng nảy, Quý Sáng Sáng bị kẹt vỏ, trong nháy mắt phản ứng lại. Không sao, nàng nghiêm trang trở về thư phòng làm đề, Lưu Trần tự đứng tại chỗ, không xác định rốt cuộc nàng phản ứng như thế nào. Chương 48, chớp mắt đã sắp qua năm mới, Quý Sáng Sáng đã đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau, cho nên theo thời gian nghỉ học lớp 12, đi học đến ngày 25 tháng chạp mới được nghỉ mặc dù là một người ăn tết nhưng cũng phải có dáng vẻ đón năm mới cuối năm quán lẩu lấy không ít cổ tức tiền gửi đã tăng vọt lên năm con số hoàn toàn không lo ăn uống ngày đầu tiên nghỉ lễ quý sáng sáng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà thuê ngày hôm sau đến quán lẩu điều tra tình hình năm nay lâm làm ăn càng thêm nóng bỏng trần tự và tưởng lễ đã chuẩn bị chuyện mở chi nhánh vào mùa xuân chỉ huy rau muốn thêm ba bốn giống theo mùa sau đó phối hợp với nước chấm thích hợp tăng thêm hoa mẫu ba người bọn họ thử món ăn trước, tưởng lễ từng nếm qua nói thẳng thắn, chuyện trong cửa hàng tôi tương đối tin tưởng ngươi, đại sư phụ chúng ta cũng không bằng ngươi, ngươi càng ngày càng biết khen người, chuyên dỗ dành nữ hài tử đúng không, vốn rất tốt, một câu nói khiến tưởng lễ uyển chuyển, trần tự lặng lẽ giải thích nguyên nhân, hắn thích đại sư phụ của nhà hàng nhỏ Cam Lan, chính là Đỗ Quân Lan. Quý sáng sáng thoát thiếu chút nữa thốt ra ngươi khai khiếu sớm như vậy. Phanh tạm thời, quái dị hỏi, không phải sớm quen biết người ta sao, vậy hắn có thể hào phóng đuổi theo người ta à, quán lẩu cùng quán cơm không tính là đối thủ cạnh tranh chứ, trần tự triệt để thở vào nhẹ nhõm, cười nhạt giải thích. Người ta không có ý đó, nói đến đây, tưởng lễ cũng không bưng, buồn bực hỏi, sáng sáng, con gái các người rốt cuộc thích cái gì, hả? Ta cùng nhân đại sư phụ tính cách bất đồng đúng không, không biết không nói, giúp nam phối cậy góc tường nam chủ, có phải là đỉnh phong gây án hay không? Nhưng quý sáng sáng tò mò nhất là một chuyện khác. Ngươi làm sao biết thích Đỗ Quân Lan? Tưởng lễ rầu rĩ. Trước kia tôi coi cô ấy như muội muội đến che chở. Về sau, bởi vì Đỗ Quân Lan và tỷ tỷ mất tích là bạn tốt, tưởng lễ yêu nhà cùng ô, ít nhiều đem nỗi nhớ chị dùng để bảo vệ Đỗ Quân Lan, thỉnh thoảng hỗ trợ. Sau đó tôi cảm thấy ngươi trông giống chị tôi hơn, tôi có thể tách ra là tình cảm gì? Ngươi giống như chị gái tôi, cô ấy không giống nhau. Quý sáng sáng ngược lại kinh hãi, ta cùng ngươi tỷ tỷ giống nhau. Làm thế nào nó có thể được, đây là cốt truyện chưa từng xuất hiện. Cái khác không nói, nàng và vị quý sáng sáng kia tám phần tương tự, chẳng lẽ trong sách tưởng lễ không nhận ra vị kia cũng cùng tỷ của hắn tương tự, tưởng lễ bị chọc cười, sao lại dọa ngươi? Không muốn giống em gái tôi sao? Chúng ta cũng không phải có tình nhân cuối cùng thành huynh muội, sợ cái gì, Trần Tự hung hăng cho hắn một cái quỷ tay. Quý sáng sáng thiếu chút nữa bị ớt bột sạch, nuốt thịt chiên nóng hổi xuống, gian nan nói, không, chúng ta không có khả năng có quan hệ thân thích, nhiều lắm là mẹ ruột của nàng cùng một họ tưởng lễ, 500 năm trước là một nhà, Góc rút khâm khâm khép lại, dở trò giật gân, cũng giao đâm hoảng hốt. Lỗi năm chai, quý sáng sáng yên lặng nói, cô sợ anh không thể thành công, nhưng sự thay đổi nhỏ này không có tác động, lẩu ăn xong mỗi người về nhà, quý sáng sáng và trần tự cùng nhau đi được nửa đường cô nhịn không được hỏi, tôi thật sự giống tưởng lễ tỷ tỷ sao, trần tự quay đầu cẩn thận đánh giá dung mạo của nàng, lại nhíu mày. Ta không nhớ rõ bộ dáng tỷ tỷ hắn, bất quá có ảnh chụp khi còn trẻ, trở về đưa cho ngươi xem một chút, bởi vì phần tò mò này, quý sáng sáng lại đến nhà hắn, eo buông ảnh ở trong tủ thư phòng, ngươi đi vào góc tìm, tôi không nhớ rõ cụ thể ở đâu. Trần tự nói xong thản nhiên đi pha trà, quý sáng sáng đối với thư phòng không thể quen thuộc hơn, đi qua mới ý thức được, cũng quá không thấy bên ngoài, nhưng giả tạo cũng vô dụng, vẫn là tìm album ảnh tương đối quan trọng, tủ sách rất lớn, chiếm một bức tường đều là sách, liếc mắt một cái căn bản không phân biệt được sự khác biệt giữa sách vở và album ảnh, cuối cùng chạy tới một chỗ có nhiều tro tàn lục lọi, quả nhiên nhìn thấy một quyển album ảnh mỏng manh, mở ra là ảnh chụp của Trần Tự Bách Thiên và tuổi, phía sau trực tiếp sụp đổ đến 7-8 tuổi, chụp đơn không nhiều lắm. Đều là cùng người nhà chụp ảnh chung lớn lên đến 17 hoặc 18 tuổi, nhiều hình ảnh của bạn bè, cũng có hình ảnh du học, nhưng quý sáng sáng không nhận ra ai là chị gái của tưởng lễ, đành phải ôm album ảnh đi ra ngoài. Không có người chụp ảnh chung với cô gái trẻ sao, trần tự đang rót trà, tay run rẩy một chút, nước nóng văng lên bàn, hắn lại nhìn không được ý cười. Ngươi liền nhìn cái này. Điều đó có thể thất vọng, từ, khi tôi còn trẻ không được mọi người yêu thích, không có cô gái trẻ quý sáng sáng lúc này mới phát hiện có sự kỳ nghĩa nhìn anh cười vui vẻ cũng lười giải thích ô hát ngươi giúp tôi tìm ra trần tự tính tình tốt tiếp nhận album ảnh không hiểu sao lại thích giọng điệu cô sai khiến chậm rãi lật một lần tìm được một tấm ảnh mười mấy tuổi chỉ vào một tiểu cô nương bên cạnh tưởng lễ nói cái này tôi thấy không phải đặc biệt giống ảnh đen trắng không trải qua niêm phong hơn nữa trần tự không dụng tâm bảo quản ảnh chụp có chút biến dạng miễn cưỡng có thể nhìn ra dung mạo của tiểu cô nương, là có chút giống quý sáng sáng, nhưng không giống vị quý sáng sáng kia, quý sáng sáng còn cảm thấy người trong ảnh giống như đã từng quen biết, phản phất như đã gặp qua ở nơi nào đó, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra, thật kỳ quái, bởi vì thật sự tò mò, quý sáng sáng hỏi thăm chuyện cũ của tiểu cô nương, chị gái của tưởng lễ tên là tưởng xảo, lúc mất tích chỉ mới 11-12 tuổi, là sau khi ra ngoài rất lâu không trở về người nhà đi tìm đã không còn dấu vết, năm đó khắp nơi lộn xộn, dốc hết toàn lực không tìm được người dần dần buông tha hy vọng, nhưng tưởng lễ vẫn nhớ rõ, tỷ tỷ đi ra ngoài là bởi vì cùng hắn cãi nhau, cho nên ấy nấy nhiều năm như vậy, trong lòng quý sáng sáng hiện lên ý niệm trong đầu, may mắn không giống với tên mẹ cô, mẹ cô tên là tưởng kỳ, bằng không đều phải hoài nghi mẹ là người xuyên không, chờ một chút, nhớ tới. Hình ảnh tưởng xảo tiểu cô nương và mẹ mười mấy tuổi rất giống nhau trong tay quý sáng sáng có một quyển album ảnh của mẹ, thỉnh thoảng lấy ra lật xem, nhớ rõ dáng vẻ khi còn trẻ của cô, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, phải không? Ý niệm trong lòng quý sáng sáng chợt lóe lên, căn bản không coi trọng, thuận tay nhìn trần tự trên tấm ảnh này, cùng với khoảnh khắc non nớt 18 tuổi, tràn đầy cảm thán. Trần tự đưa cho cô một ly trà đã pha xong, có chút cao thỏm hỏi, nhìn ra cái gì, muốn nghe sự thật, đương nhiên là, ngươi khi còn trẻ thật đẹp trai, tuyệt đối kem tiểu sinh trần tự cứng đờ tại chỗ run rẩy hỏi ngươi có nghĩa là bây giờ tôi đã già tuổi tác là một đề tài nhạy cảm quý sáng sáng kiệt lực nói không quá tổn thương người khác không phải tuổi tác khác nhau khí chất không giống nhau ngươi bây giờ tương đối đáng yêu lúc còn trẻ quá lạnh nhìn ống kính không có một bộ dáng cười kết quả nghe xong lời này trần tự cũng cười căng mặt như trong ảnh ngươi tức giận trần tự không lên tiếng phóng khí lạnh, quý sáng sáng cân nhắc, có cảm giác lãnh đạm vừa mới quen biết, bất quá tựa hồ càng gần với cảm giác trên ảnh, đây là cái gì? Tôi có học hỏi từ chính mình không? Chương 49, quý sáng sáng ngân cầm nghiên cứu trần tự bị nghi ngờ tức giận, cho đến khi khiến người ta nhìn không đỡ được mặt lạnh, trần tự cố gắng bình tĩnh uống một hơi trà. Trên mặt tôi có cái gì đó, nếu tôi nói có dấu vết của năm tháng ngươi sẽ tức giận hơn, một ngụm trà thiếu chút nữa sặc ở cổ họng, Ho khan nửa ngày, Quý Sáng Sáng cơ trí né tránh xa một chút, chống lại ánh mắt phẫn nộ dở khóc dở cười của hắn, chính trực nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi đang tức giận, bất quá xem ra ngươi cũng sẽ không tức giận đâu, bây giờ là tốt, ngươi phải tự tin vào vẻ đẹp của mình." Quý Sáng Sáng, cô cười hì hì. Ở đây, lỗ tai Trần Tự đỏ lên, hơn nửa bó tay với tiểu cô nương này, rõ ràng là hắn giả bộ tức giận hù dọa nàng xem có thể lừa được một chút dễ nghe lời hay không, kết quả trong lòng bị đâm hai đao, còn hoàn toàn không nổi giận, phạt ngươi đi pha một ấm trà một lần nữa, đổi phổ nhĩ, được rồi, quý sáng sáng hoàn toàn không sợ nữa, bưng ấm trà lên bỏ chạy, trần tự ngồi ở đó dần dần tỉnh táo, ngay cả chính mình cũng không ý thức được miễn cười, nhìn album ảnh kia, mới thu lại nụ cười cầm lên cẩn thận quan sát mình trước 20 tuổi, nó có vẻ trẻ hơn một chút so với bây giờ, nước trà một lần nữa bưng tới, mỗi người một chén yên lặng ngồi. Trần Tự đẩy album ảnh tới đây. Còn xem không? Ngươi có thể lấy hai bức ảnh nếu bạn cảm thấy đẹp, tình hình phải được đảo ngược. Quý sáng sáng chớp chớp mắt, dứt khoát lưu loát nói. Không cần, tiên sinh không phải ngày nào cũng nhìn thấy sao, muốn chụp ảnh làm gì? Thật thiếu tôn trọng ông, thất bại một lần nữa. Trần Tự phải thừa nhận, được dỗ dành rất vui vẻ, miệng lưỡi trơn trượt, tiên sinh đang giáo huấn học sinh sao? Không, không đúng là lời khen trá hình quý sáng sáng có chút đắc ý nhưng quá mức vui vẻ đến nỗi có chút lời không qua đầu óc liền hỏi ra nhà tiên sinh vẫn không để ảnh chụp sao dứt lời nụ cười của hai người đều nhạt đi trần tự không chịu ảnh hưởng nhiều nhìn cô thật cẩn thận chỉ sợ chọc vào vết thương của anh ngược lại thoải mái không thích chụp ảnh lắm không có ảnh gì để khoe khoang ảnh gia đình các loại càng không cần thiết ngay cả trong album lưu trữ cũng là bởi vì có bạn tốt mới không bị đuổi ra ngoài quý sáng sáng bận rộn biết điều không hỏi nhiều liên tục gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ nhưng trần tự cũng không vì vậy mà dừng lại nghiêm túc giải thích còn có một điểm là bởi vì không thích nhìn thấy mình trước kia khi đó trôi qua không có ý nghĩa gì ồ bây giờ tiên sinh có thể nhớ kỹ rồi dung mạo ngươi trước sau như một thỉnh thoảng nhìn một cái cũng không sao trần tự từ thiện như lưu tốt chủ đề ảnh xem như lướt qua nói đến chuẩn bị trước tết bởi vì quý sáng sáng vừa mới nghỉ Bọn họ còn chưa dành thời gian mua sắm Tết, hôm nay đã 27, nếu không mua khẳng định không kịp, Trần Tự năm mới hai nhà đều phải gọi hắn, bữa cơm tất niên khẳng định sẽ không ăn ở nhà, Quý sáng sáng cảm thấy mua đủ đồ ăn sau Tết thương nhân ở chợ là được, lại chuẩn bị chiêu đãi khách, dễ dàng giải quyết, vẫn nên mua thêm một ít đồ ăn ngon đi, Tết tưởng lễ bọn họ sẽ trốn ở đây. A, à, phòng thúc dục hôn nhân, các ngươi ôm đoàn sưởi ấm a. À. Trần Tự ngậm một miếng kẹo vừng, mơ hồ nói: năm xưa là vậy, vậy năm nay không nhất thiết phải sao, quý sáng sáng không đợi đến lời kế tiếp, cũng không hỏi nhiều, thành thành thật thật nắm danh sách viết, hơn nửa năm điên cùng học tập vẫn có ít, ít nhất trên danh sách viết chữ gì đều là tiện tay cầm tới, cuối cùng đưa cho trần tự, tiên sinh có muốn kiểm tra sai chính tả không, được, một tờ giấy mỏng đã viết hơn 30 thứ, chữ viết rõ ràng quyên tú, hoàn hảo, đến 28 đi ra ngoài mua sắm. Trần Tự cũng cùng đi, hai người đi lại ba chuyến mới mua đủ đồ, bởi vì thời gian mua sắm hàng Tết quá muộn, gần Tết, rất nhiều thứ đều tăng giá, trên đường qua lại không chỉ phải tiếp nhận hàng xóm dạy dỗ về thời cơ mua sắm Tết, còn phải đau lòng tiêu nhiều tiền ra ngoài, chuyến cuối cùng trở về mệt mỏi thở dốc, trên đường trở về đụng phải tưởng trùng tới đưa hoa quả cho trần tự, là thứ hiếm lạ, một thùng dâu tây, anh trật, ngươi còn nguyện ý đi chợ Tết không? Trần tự thuận miệng trả lời. Ừm, đã lâu không đi qua tưởng trùng âm thầm trợn trắng mắt sao lại không thông suốt chứ ngươi chính là lo lắng một mình quý sáng sáng đi cầm không được cũng tốt a à? cái này chỉnh một chút cũng không lạc tốt chẳng qua tưởng trùng không dám đem lời chửi bới trong lòng nói ra buông dâu tây xuống nói là cho hai người bọn họ chia thức ăn rồi rời đi hai người tiếp tục sửa sang lại đồ đạc mua về tủ lạnh sắp nhét đầy quý sáng sáng phụ trách đứng trước tủ lạnh sửa sang lại trần tự đứng ở một bên đưa đồ cho cô phối hợp ăn ý thỉnh thoảng Trần tự thất thần nhìn cô nghiêng mặt ngẩn người, suy tư năm xưa sống một mình như thế nào đón năm mới, hình như cũng chỉ có một phòng vắng vẻ. Năm nay, nó đã khác, thu dọn đồ Tết xong, quý sáng sáng lại ý thức được một vấn đề, trước Tết là không mời được giờ làm vệ sinh, hiện tại cô phụ trách nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cũng coi như là chuyện bên trong, sau khi nghỉ ngơi xong liền bắt đầu quét dọn, Trần tự lúng túng giải thích. Tôi cũng quên mời người, tôi giúp ngươi, quý sáng sáng thập phần hoài nghi, nhưng cũng không cự tuyệt may mắn lần trước sau khi dọn dẹp vẫn giữ được rất tốt lại quét dọn coi như thoải mái sau khi hợp lực thu dọn mới quý sáng sáng chống thắt lưng nhắc lại kế tiếp cho đến tết nguyên sinh chúng ta đều phải giữ sạch sẽ trần tự ngoan ngoãn đáp ứng quý sáng sáng duy trì tư thế này không nhúc nhích bởi vì cô bỗng nhiên ý thức được tình hình lúc này rất quen mắt giống như lúc cha mẹ còn chưa ly hôn tết chính là bộ dáng này mà khi đó cô còn là một đậu đinh nhỏ sau khi bị yêu cầu liền cẩn thận không dám làm bẩn sàn nhà sạch sẽ nhưng đến cuối cùng luôn là mẹ đi theo phía sau cô thu dọn trần tự cũng đang thất thần tình hình như vậy chỉ gặp qua ở nhà người khác mẹ nuôi ở trước mặt cha nuôi rất ôn nhu chưa bao giờ yêu cầu hắn những thứ này năm mới đối với hắn còn nhỏ mà nói càng là một tầng tra tấn phải nghe người nghiêng về phía mẹ nuôi dạy hắn không được quên ân dưỡng dục mà mẹ đẻ bên kia càng phải mượn sức hắn không nên quên vốn sáng sáng em thích cảm giác đón năm mới năm nay từ trần tự lại xoa xoa đầu nàng cười đi thư phòng quý sáng sáng đứng tại chỗ nghĩ thầm nếu như không phải rõ ràng phẩm chất của người khác lời nói và động tác vừa rồi là trêu chọc em gái không thể nghi ngờ hay là không phụ trách loại tiếp theo sau một thời gian ông đi ra với một phong bì màu đỏ cho ngươi tiền mừng tuổi trước nhưng trước đây tôi chưa từng cho người khác nếu có chỗ nào không hợp quy củ ngươi đừng tức giận trong ấn tượng tiền mừng tuổi phần lớn là trưởng bối cho vãn bối giữa bình bối cũng có phải không quý sáng sáng không hiểu thâm ý của anh cũng bởi vì chuyện vừa rồi có chút tức giận dứt khoát nhận lấy bao lì xì sờ đến độ dày quả thật không hợp quy cũ quá dày trần tự hoàng nhĩ lại vỗ vỗ đầu nàng cái này tiên sinh cảm thấy rất hợp quy cũ vậy hãy mua một cái nón cô ấy cũng không phải là một đứa trẻ tại sao cô ấy vỗ đầu chương năm mươi làm thế nào để sống đêm giao thừa là một câu hỏi rất quan trọng. Dương Dịch biết Quý Sáng Sáng sống một mình, mời cô đến nhà ăn cơm tất niên, nửa thật nửa giả nói: "Anh tôi Dương Thành đã trở về, nghe tôi nói vẫn muốn gặp ngươi, vừa vặn giới thiệu ngươi hai người quen biết, mẹ tôi còn nói giới thiệu đối tượng cho ngươi, hắc, có muốn thử xem không?" Nói xong còn nhíu mày nhíu mày với Trần Tự, tràn đầy ý tứ uy hiếp. Trần Tự yên lặng phóng khí lạnh, nhưng Quý Sáng Sáng trực tiếp cự tuyệt nói thật tôi sẽ không được tự nhiên, hay là hôm khác tôi đi chúc tết chú gì đi. Dương Dịch tuy rằng thần kinh thô, nhưng đặt mình vào vị trí suy nghĩ một chút, ở trong nhà người ta ăn tết quả thật không thoải mái, chỉ có thể buông tha, thoáng nhìn vẻ mặt thoải mái của biểu ca, nhất thời tính toán trong lòng. Vậy ngày mai chúng ta cùng đi công viên chơi. Được. Trần Tự lại là người già bưng chén trà, ý thức được điểm này bày ra tư thái, nghiêm túc nói. Năm mới trộn cắp lẫn lộn nhiều các ngươi ra ngoài chơi phải cẩn thận một chút nhất là công viên có biết không chuyện quý sáng sáng lần trước bị người theo dõi ở công viên còn nhớ rõ ràng căn bản không có lý do phản bác ngoan ngoãn đáp ứng dương dịch cọ cơm xong liền rời đi quý sáng sáng thì đi đem thịt viên còn lại chiên xong trong phòng bếp đều là mùi thơm đây là món ăn đãi khách dự phòng cho năm mới trần tự ngồi ở phòng khách chỉ có thể nghe thấy động tĩnh yếu ớt của phòng bếp chờ cô bận rộn xong gọi anh nếm thử hương vị của viên thuốc chay hương vị mềm mại bên ngoài chinh phục vị giác, nhưng tâm tư của anh căn bản không ở trên đó. Tối mai ngươi, đi đâu? Quý sáng sáng nhúng nhúng vai. Tôi ở nhà nấu ăn, rất thoải mái, cô quả thật không cảm thấy khó chịu, tuy rằng năm nay vất vả một chút, nhưng quả thật là một năm bội thu, đáng để chúc mừng. Trần tự gật đầu, trầm mặt thật lâu, quý sáng sáng nghiêng đầu nhìn hắn. Tiên sinh có phải 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 chạy hai nhà không? Đi nhà ai đầu tiên, Quà tặng chuẩn bị tôi đã không được tách ra, ta tự hồ từ trong lời ngươi nghe ra ta mới là người tương đối thảm. từ hừ, ít nhất ta không có phiền não này. Hai người bề ngoài thân thế giống nhau, Quý Sáng Sáng biểu hiện vô tâm vô phế, bất quá ta không phải cố ý chọc ngươi vết sẹo ha. Trần Tự giơ tay lên gõ một cái bạo lực. Ta hiểu, vậy ngươi tự mình chơi đùa, nếu không ta chuẩn bị hai quyển sách cho ngươi. Quý Sáng Sáng nu nu miệng, đừng làm tổn thương lẫn nhau chứ. Anh ta cười đêm giao thừa cứ như vậy mà đến ban ngày quý sáng sáng cùng dương dịch ca ca cô còn có tưởng xung cùng nhau đi dạo công viên anh trai dương dịch dương thần diệp là một người đàn ông văn chất nho nhã làm việc trong công ty tư nhân dương thành đã làm được cấp bậc giám đốc tài chính thái độ đối với quý sáng sáng rất hữu hảo tưởng trùng nhìn ra mầm mống của cái chết của bạn gái lặng lẽ nói gì đó với dương thần diệp anh kinh ngạc rất nhanh đổi thành thân thiện tôn trọng dương dịch nhỏ giọng lầm biểu ta quên mất ca ca ta ăn tết còn muốn đi tìm trực ca hắn khẳng định không dám không dám cái gì ai nha vẫn là không nói ngươi rồi đêm giao thừa chơi đến chạng vạn đều phải thành thật về nhà ăn tết ba người chen chúc một chiếc taxi đưa quý sáng sáng đến tiểu khu trước đem đồ ăn ngon mua cho cô mới yên tâm đi quý sáng sáng ôm những người dở khóc dở cười kia cô thật sự không có rất yếu ớt chứ hương vị tết vẫn rất nồng đậm từ cổng đến nhà đều có thể nghe thấy tiếng pháo nổ từ xa hoặc gần ngay cả trong không khí cũng mang theo mùi pháo sau khi nổ, cũng dễ ngửi như khí thải xe hơi, trộn lẫn mùi thơm của thức ăn từ các nhà, là một phần quan trọng của năm mới. Quý sáng sáng nghiêm túc chuẩn bị bốn món một canh, buổi sáng trước khi Trần Tự đi chuyển TV tới đây, đến điểm còn có thể xem xuân vãn, nhìn thấy hình ảnh TV, cô liền nhịn không được nghĩ, Trần Tự lúc này hẳn là rất thảm chứ. Trần Tự hắt hơi một cái, khiến Trần Thục Nghi nhìn chăm chú, cô quan tâm hỏi, không sao chứ anh bị cảm lạnh à? Người đứa trẻ này không thích mặc quần áo nhiều hơn, mùa đông đóng băng không phải là niềm vui, cũng chỉ giới hạn ở ngoài miệng quan tâm, ngay cả chuyện cũ lải nhảy phát sốt trong miệng cũng không có năm chính xác, trần tự biết tai không nghe thấy, khi còn bé mẹ nuôi làm càng rõ ràng, hạn chế hắn cùng cha mẹ để lui tới, trần thục nghi càng sẽ không quan tâm hắn sinh bệnh gì, trong ấn tượng, hắn phát sốt nghiêm trọng nhất một đêm giao thừa, người một nhà tụ tập ở nhà bà nội, trần thục nghi đang dỗ lục nhất đoá cùng sốt uống thuốc mượn thuốc hạ sốt bác sĩ kê cho hắn ông lục thấy bầu không khí không đúng tiếp nhận lời nói nói về đại sự quốc gia chỉ điểm giang sơn trong lời nói hận không thể thân ở vị trí cao trợ lực quốc gia cất cánh cuối cùng chỉ ra chuyện gia đình vụn vặt cưới vợ cưới hiền ngươi nếu có ý định kết hôn có thể để cho mẹ ngươi đóng cửa đừng có ý làm chọn người không nên chọn trần tự đáp một tiếng cũng không để ở trong lòng một cái sofa khác, đại ca Lục Nhất Minh cùng Lục Nhất đoá tán gẫu, đại tẩu ở phòng bếp bận rộn, tiểu đồng nhi nháo muốn pháo trúc, rõ ràng là bầu không khí ấm áp, trần tự ngay cả tâm tư ứng phó cũng không có, mấy lần nâng cổ tay nhìn thời gian, không còn sớm nữa, tôi phải đến chỗ ba mẹ tôi. Nụ cười của Trần Thục Nghi và Lục Phụ cứng đờ trên mặt, trơ mắt nhìn Trần Tự nhấc mặt lên tặng quà cho Trần Gia, nhấc chân rời đi, sao ngay cả tiền mừng tuổi cũng không cho cháu tôi đại ca Lục Nhất Minh lười biến nói. Mẹ, không phải là ngươi nói Trần Tự chưa kết hôn không cần cho sao, Trần Thục Nghi liếc nhìn hắn một cái, đối diện với ánh mắt quán giận của trượng phu, lại suýt nữa ầm ỉ lên, Trần Gia không có người, mẹ đẻ hồ cẩn lan qua đời, ngay cả câu đối cũng không thể dán, trong phòng vẫn là bộ dáng trước kia, rộng rãi xa lạ. Cha nuôi Trần Tuấn Thân vui vẻ bảo Trần Tự cùng hắn chơi cờ, Hồ Cẩn Lan cùng bảo mẫu tăng ca ở trong phòng bếp bận rộn, Yên tĩnh chỉ có tiếng quân cờ hạ xuống, Tiểu Trật sao lại không yên lòng? Cậu Kim cha nuôi là một phái nhạc thiên, không có con của mình coi Trần Tự là thân sinh giáo dưỡng, Trần Tự bị bệnh chân cộng thêm khi còn nhỏ gặp phải không có biến thành một hồ lô buồn bực cũng là nhờ hắn, Trần Tuấn thân tự nhiên hiểu rõ một tay nuôi lớn hài tử, Trần Tự không giấu giếm. Có chút lo lắng, ồ. Có chuyện gì vậy, nói cho tôi biết đi, Trần Tự khó xử nói. Ba chuyện còn chưa xác định con sợ nói ra sẽ không được a à, khẩu phong rất chặt a à, vậy được không nói thì không nói thành phải nói cho ta biết được nói đi cũng phải nói lại trần tự đem toàn bộ tâm thần kéo trở về bàn cờ cùng trần tuấn thân giết một cái hôn thiên ám địa ai cũng không nhường ai chạng vạn đến gần bảo mẫu vội vàng rời đi không che giấu được thần sắc quán giận hồ cẩn lan bưng đủ loại thức ăn lên tha thiết cười gọi hai người ăn cơm trần tuấn thân thu lại nụ cười tự tại vừa rồi thản nhiên nói đi thôi ăn cơm trước trần tự gắp một miếng thịt cá phát hiện vảy cá không cạo sạch sẽ yên lặng buông xuống không nhúc nhích cùng trần tuấn thân uống rượu rất nhanh hồ cẩn lan và trần tuấn thân cũng phát hiện ra vấn đề tương tự bảo mẫu này không cần tâm qua năm mới liền từ bỏ nàng được rồi năm mới ngươi giữ người đến bây giờ lại đuổi việc một người ta xem ngươi sang năm còn có thể tìm được bảo mẫu không trong mắt hồ cẩn lan không vui lại không thể phản bác trần tự bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch bắt đầu tò mò tiểu cô nương kia hiện tại có phải đang nhìn tiểu phẩm phát nhạc hay không